Các bạn đang nghe truyện sư phụ ta mỗi đến đại nạn mới đột phá trên kênh TV Audio CV. Chương 144, Công đức của nhân tộc Vương Vũ Luân đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian đáng sợ trước kia khi được từ phàm dặn dò trước khi đi. Mỗi lần trước khi đi ra ngoài, hắn luôn nói lời tạm biệt với từ phàm, từ phàm đều sẽ cho hắn một vài dị bảo hoặc pháp bảo kỳ lạ. Mới đầu thì không rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua, nhưng mỗi khi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, đồ từ phàm cho sẽ phát huy được tác dụng của nó lúc đó vương vũ luân mới biết đại ca tốt của mình biết bói toán từ đại ca trên đường về chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì hết đúng không vương vũ luân lập tức trở nên bất an không sao chỉ là tai ương tà khí huyết quang thôi không ra khỏi tiên thành thì vẫn an toàn từ phàm ung dung nói lúc nãy vừa nhìn thấy mặt của vương vũ luân xém thì bị dọa điềm đại hung họa sát thân một khi không cẩn thận sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc này mộ dung thiển nhi bên cạnh vương vũ luân cũng bắt đầu khẩn trương từ đại ca chỉ cần không ra khỏi tiên thành là sẽ không sao đúng không vương hướng trì đang nhìn con rối thế thân của từ phàm lộ ra vẻ mặt lo lắng cũng không hẳn nhưng nếu có thể sống sót trở về là ổn rồi dạo gần đây có phải ngươi hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc bị thương nếu không thì là tà vật quấn quanh người từ phàm hỏi đúng 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 vương vũ luân kích động nói thế thì về nhanh lên một chút không được dừng lại trên đường tốt nhất là không được ngủ nghỉ vẻ mặt từ phàm nghiêm túc hơn một chút có lẽ vương vũ luân này đã bị trúng lời nguyền hơn nữa còn không phải là nguyền rủa rõ ràng có vẻ như đã dính dáng tới vận mệnh được rồi bây giờ ta đưa thiến nhi với tin từ về lúc này từ nguyệt tiên đưa cho vương vũ luân một túi linh thạch đây là phí vận chuyển trên đường. Cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Vũ Luân hồi thần. Dạo gần đây vương thúc của ngươi dính tới thứ không sạch sẽ, đoán là bị nguyền, sau khi quay về ta sẽ nghiên cứu một chút, mùi vị của vận mệnh, rất thú vị. Từ phàm cười nói. Ồ, Lý Tinh từ thản nhiên nói, giống như không liên quan đến mình. Tiên thành lâm sâm, sư triển đã tới một hội nhà buôn trong tình trạng mệt mỏi. Chưởng quỷ, đây là tất cả số vẫy của địa cương thú mà các người cần mua, tổng cộng 20 bộ. Sư triển nhịn không được muốn ói ra máu nói. Tiền bối, ngươi vất vả rồi, tổng cộng 50 vạn linh thạch, ngài có thể lấy. Chưởng quỹ của hội nhà buôn kính cẩn đưa túi trữ vật có linh thạch trong tay cho sư triển, đầu năm nay chẳng còn mấy kim đang kỳ nhận loại nhiệm vụ phí sức mà phí ít này nữa. Sư triển nhìn túi đựng đồ một lát, gật đầu, tỏ vẻ, không vấn đề. Trong một sân nhỏ ở tiên thành Lâm Sâm, sư Triển vừa trị thương xong, nhìn túi linh thạch trong tay mà phát sầu. Dựa vào tốc độ như vậy, 800 triệu linh thạch, cho dù ta làm nhiệm vụ 100 năm, ước chừng cũng khó thu đủ tiền mua quê hương. Sư Triển nói rồi lấy ra một pháp bảo, dùng linh lực kích hoạt. Một vệt sáng xuất hiện trên không trung, phía trên là vị trí và lời giới thiệu của tiên thành trong toàn bộ Đại Lục Trung Tâm. Hắn nhìn lên một tòa tiên thành ở Trung Châu trong mắt lộ ra vẻ kiên định như thể anh ta là một thanh niên đầy khát vọng muốn xuống phía nam để làm việc tiên thành vạn bảo thiên đường của tầm bảo giả nguy hiểm và cơ hội tồn tại song song sư triển vừa nhìn lời giới thiệu về tiên thành vạn bảo vừa tính toán số linh thạch trong tay mình phí đi lại còn lại một nửa linh thạch nhất định phải liều mạng sư triển trắng răng nói vì bình yên của quê hương thế giới hắn không thể làm như thế trường ninh ngươi ở nhà lo liệu tốt chuyện quốc gia việc ở bên ngoài cứ giao cho ta nếu như từ phàm biết chuyện của sư triển nói không chừng sẽ giảm giá dù sao cũng là vì tình yêu sau khi từ cương và từ nguyệt tiên đưa gia đình vương vũ luân đến truyền tống trận của tiên thành gần nhất họ đi bộ trở lại không ngờ ở đây vẫn có tín hiệu sau này khi rảnh rỗi có thể nói chuyện cùng sư phụ rồi từ nguyệt tiên vui mừng nói ta thấy rằng ở đây có tín hiệu nói không chừng là có liên quan tới tiên khí của cung long tiên. Từ cương nhìn bầu trời phía trên doanh trại phòng ngự, hắn có thể cảm nhận được cung long tiên cực lớn ở phía trên bầu trời doanh trại, sẵn sàng trấn áp yêu tộc bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, bảo khí truyền tin của hai huynh muội lại vang lên. Yêu tộc xung trận, mau trở về phòng tuyến. Hai huynh muội nhìn nhau, hai vệt sang biến mất trên bầu trời. Lúc này, trong phòng tuyến số 673 của càng tự, một đội hình kiếm trận bao phủ 2 phần 3 phòng tuyến đã trấn áp tất cả yêu tộc từ trên trời xuống dưới đất, gương mặt Diệp Tiêu Giao lúc này tràn đầy hưng phấn. Nếu yêu tộc xung trận thêm một ngày, số điểm tích phân hắn tích được có thể đổi lấy bảo khí linh kiếm ngũ giai. Diệp Tiêu Giao vừa cắn vết yêu tộc, vừa suy nghĩ trong lòng. Nếu ta ở đây 10 năm, hắn có thể gom góp được 1.000 bảo khí linh kiếm ngũ giai sao? Trong lòng Diệp Tiêu Giao đắc ý nói. Mơ à, thế tiến công của yêu tộc mạnh như thế, chắc chắn là có âm mưu. Không nói cái khác, một mình cung long tiên đè ép toàn bộ doanh trại biên giới, sợ rằng đại thừa kỳ yêu tôn lúc đó, sẽ không qua được. Lão kiếm ở trong lòng than phiền nói, mùi âm mưu là hắn quen thuộc nhất. Âm mưu gì, dịp tiêu giao sửng sốt. Các ngươi đều là vấn đề nhỏ thôi, ngươi không phát hiện ra toàn bộ phòng tuyến không có độ kiếp kỳ sao. Còn âm mưu, phỏng chừng là ở ngoại giới, yêu tộc đang ngầm tính toán, nhân tộc cũng thế. Đây chỉ là nơi nhân tộc các ngươi luyện binh mà thôi. Lão Kiếm nói. Lúc này, trong vùng cực không, 10 chiến hạm thuyền tinh lớn đang đấu với 5 chiến hạm cự thú của yêu tộc, vô số thần thông bí pháp, đạo khí trấn thế đang va chạm. Ta nói Linh Việt tôn giả, ngươi không được đâu, ngươi lãng phí mất mấy viên lôi hỏa diệt thế rồi, nếu không phải lớn lên cùng nhau, ta nghi ngờ ngươi là nội gián của yêu tộc đấy phòng điều khiển một vị đại thừa kỳ tôn giả đang chế nhạo một vị tôn giả khác trên mặt đều là vẻ thương tiếc linh việt tôn giả ngồi ở ghế lái xung quanh đều là đồ vật giống như ngũ hành bát quái tràn đầy cảm giác về khoa học kỹ thuật của nền văn minh tiên thành ngươi đừng có nói bóng nói gió nữa có được không người ngồi ở ghế lái của chiến hạm yêu tộc đều là những tồn tại đỉnh cao ta bắn vài phát là buộc nó phải tránh để tạo cơ hội cho đạo hữu bên cạnh nhưng mẹ nói đây cũng quá có khả năng đi. Linh Việt tôn giả vừa nói, vừa điều khiển chiến hạm thuyền tinh vây chặt chiến hạm cự thú của yêu tộc. Thôi dẹp đi, muốn tiêu diệt chúng là điều không thể, nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Muốn đến đại lục trung tâm giải phóng cấm địa cổ yêu, khiến đại lục trung tâm chúng ta đại nạn. Các ngươi sợ rằng nhân tộc bọn ta là kẻ ngốc sao? Vị tôn giả đại thừa kỳ kia trào phúng nói trong thập đại tiên khí của hội trưởng lão, ít nhất một nửa trong số đó là những tiên khí của thức nhân quả tuần thiên, mọi âm mưu đối với nhân tộc sẽ bị phát hiện. Năm tàu chiến hạm của yêu tộc thấy mình bị phát hiện, sau một lúc đối đầu, bay về khu vực tượng châu. Bên này lui đi rồi, không biết phía lão đại ở ngoại giới thế nào. Nếu như thành công, có phải là nên bắt đầu đẩy mạnh dung hợp giữa hai giới rồi không, Linh Việt tôn giả nói. Chờ tin tức đi, lão đại vạch ra kế hoạch này sắp xỉ 3.000 năm, chỉ có bốn yêu tộc tôn giả của yêu tộc tự mình vào yêu linh giới bồi dưỡng. Lần này chúng ta vẫn là người thắng sau cùng. Lúc này, bên ngoài phi vũ giới, ánh sáng xuyên tới xuyên lui giữa hai giới đã trở nên thưa thớt, mà thuyền vạn tinh đang ẩn nấp ở ngoại giới đang nhìn chầm chầm vào tàu chiến hình rắn ở sâu trong hư không. Yêu tộc đã nhận ra rồi, năm chiếc thuyền tinh đã gần đủ rồi. Thiếu niên với đôi mắt sáng nhìn vũ trụ thu nhỏ lấy vũ giới làm trung tâm trong tay nói. Khởi động đi, pháo đạn vạn lôi chu yêu tiên văn, ta dùng hết của cải mới tạo được hai viên. Bây giờ là dịp may để các ngươi thử. Hai viên bắn cùng lúc, tiêu diệt một chiến hạm tiên khí của yêu tộc trước. Thiếu niên với đôi mắt sáng nhìn vũ trụ thu nhỏ trong tay mình cười nói, ngươi cho rằng có tàu chiến cấp vũ khác tập kích ta, ta sẽ không biết. Cánh sườn của thuyền vạn tinh trong hư không mở ra cửa động với đường kính ngàn mét. Đoàn. Toàn bộ thuyền vạn tinh chấn động, hai luồng ánh sáng đang đạt tới cực hạn lập tức bay về phía chiến hạm hình rắn ẩn nấp trong khoảng không sâu thẳm. Vũ trụ nhỏ của thiếu niên với đôi mắt sáng, chiến hạm hình rắn giống như hạt bụi, giờ đang điên cuồng bay về phía sâu của khoảng không. Có ít không. Vừa dứt lời, một quả pháo hoa nhỏ bắn ra từ vũ trụ thu nhỏ trong tay thiếu niên trên đường sau khi thu dọn xong chiến lợi phẩm ta bắt đầu khởi động đại trận dung hợp hai giới tuân lệnh trên thuyền vạn tinh tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn ha ha lão đại nhắn cho ta nói rằng kế hoạch đã thành công sắp khởi động đại trận dung hợp hai giới rồi linh việt tôn giả vui mừng như một đứa trẻ dung hợp hai giới tranh đoạt số mệnh đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo lão đại chí ít phần công đức đó của nhân tộc trở thành chân tiên cũng không thể thoát khỏi. Đi theo lão đại mấy ngàn năm rồi, chúng ta không phải là vì ngày hôm nay, một vị tôn giả khác cười nói, hắn áp chế tu vi mấy ngàn năm, cũng không chiếm được công đức của nhân tộc này. Sau này phi thăng lên thế giới đại thiên, ta sẽ tiếp tục đi theo lão đại, không chừng có thể giả thành kim tiên. Ngươi lại nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, trên bầu trời phòng tuyến biên giới của Thịnh Linh Châu, đột nhiên xuất hiện một cung tiên kéo dài đến chân trời trực tiếp giết chết tất cả yêu tộc tấn công phòng tuyến ba vị đại thừa kỳ tôn giả đi ra từ cung long tiên và ba mươi vị đại năng độ kiếp kỳ bay về phía tượng châu đi theo ta vào tượng châu tiêu diệt yêu tộc bất cứ ai có thể giết được yêu tộc có thể dựa vào xác chết để đổi điểm tích phân từ hội trưởng lão nhất thời tất cả tu sĩ đều hưng phấn phóng về phía tượng châu yêu tộc với quy mô lớn ở ven đường bị đại thừa kỳ tôn giả diệt sạch. Theo sau ba vị yêu tôn, còn chưa nói gì, đã bị tôn giả kiếm tu đại thừa kỳ cầm đầu lấy ra tiên khí kiếm trảm yêu chém chết. Lúc này, dịp tiêu giao ở phía sau nhìn thấy cảnh này liền nuốt nước bọt. Quy lực của tiên khí thật đáng sợ. Nếu như ta cũng có một thanh kiếm tiên thì tốt. Diệp tiêu giao ứa nước miếng nói. Nghĩ gì thế, ngươi ở thế giới này, ta không hy vọng ngươi có thể lấy được kiếm tiên. Tiên khí, cho dù có đến thế giới đại thiên, chưa chắc tiên nhân cấp chân tiên đã có. Lão kiếm nói, không phải là ngươi cũng có kho báu ở thế giới đại thiên à, nói là ta thăng cấp rồi thì có thể có được vô số tiên khí linh bảo. Diệp tiêu giao nói, nói thì không sai, nhưng cái này còn phải xem vào vận may của ngươi, nếu ngươi phi thăng lên một giới có kho báu của bổn tiên đế, thì ngươi giàu to luôn đấy nếu như không được thì cứ kiếm lộ phí đàng hoàng trước đi đã rồi nói lão kiếm nói sáng sớm từ phàm từ trong thời gian tiểu ốc bước ra đôi văn khê đã chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn văn khê sau này không cần đưa bữa sáng nữa từ phàm nói gần đây hắn có chút bồn chồn luôn cảm thấy sắp có chuyện gì lớn xảy ra không phải là loại chuyện lớn bình thường cho nên hắn quyết định căn dặn trước sau đó thì bắt đầu bế quan dù sao tu vi cũng là khuyết điểm khó mà tu bổ, hiện tại càng ngày càng nhiều đệ tử luyện khí cao cấp, nói không chừng 10 năm nữa là đợt đệ tử đầu tiên đạt đến trúc cơ kỳ. Đại trưởng lão, ta đã phạm sai lầm gì rồi sao? Lôi Văn Khê tỏ vẻ đáng thương nói. Sắp tới ta sẽ bế quan, cho nên sắp tới đây ngươi không cần đưa cơm nữa. Từ Phàm dịu dàng nói. Lúc này, Lý Huyền Đạo mang theo vẻ mặt nghi ngờ bước vào trong tiểu viện của Từ Phàm sư phụ đệ tử đến rồi lý huyền đạo cung kính nói văn khê ngươi lui xuống trước đi từ phàm nói vâng hôm nay ta chính là muốn nói chuyện với ngươi từ phàm ra hiệu cho lý huyền đạo ngồi bên cạnh mình ngươi là đệ tử thứ sáu của ta mỗi đệ tử ta đều truyền thụ cho một món thần thông thích hợp với bọn họ nhưng biểu hiện của ngươi thực sự hoàn hảo thuật khí huyển hồn kiếm Mỗi phương diện ngươi đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi, tương lai ngươi muốn phát triển phương diện nào?" Từ phàm nhìn đệ tử giống như một vị đại lão của mình, nói: "Nếu hắn là thiên mệnh chi nhân, thì ngoại trừ linh căn, những phương diện khác đều rất hoàn hảo, đây chính là một bộ tiểu thuyết tu tiên kinh điển. Nếu là chuyển thế chi nhân, vậy thì không cần nói, diễn xuất hoàn mỹ, tiên đế trọng sinh đi ngao du." hôm nay từ Phạm định bế quan thử trước sư phụ ta muốn đạo tẩu thuật lý huyền đạo nói đây là con đường mà hắn đặt ra sau khi vượt qua kiếp thứ bảy các bài công pháp và pháp thuật thần thông đều đã chuẩn bị xong đối với luyện đan và luyện khí là thứ mà mấy đời trước hắn không đụng tới cần pháp bảo gì tự hắn luyện ra là được rồi giống đại sư huynh của ngươi sao nhưng ta cảm thấy có một bộ thần thông thích hợp với ngươi hơn từ phàm lấy ra một ngọc giản đưa cho Lý Huyền Đạo. Một bông hoa bỉ ngạn xuất hiện trên tay từ phàm, chính là bông hoa dẫn đường cho bộ thần thông này. Lý Huyền Đạo dùng tinh thần lực xem qua ngọc giản, hắn đã bất ngờ bởi nội dung bên trong. Lúc mới bắt đầu không hề phát hiện ra, bây giờ ta phát hiện luân hồi chi lực trên người đồ nhi càng lúc càng nhiều rồi. Từ phàm mỉm cười nói. Chết tiệt, vị sư phụ rẻ mặt này của ta rốt cuộc yêu nghiệt tới cỡ nào, mới có chút cơ kỳ mà đã nhận ra được luân hồi chi lực rồi. Luân hồi chi lực chỉ bộc lộ khi hắn tu luyện công pháp và thần thông ở kiếp trước, bởi vì đây không phải là những thứ thuộc về thế giới này, cho nên khi xuất hiện bất thình lình, nhất định phải có luân hồi chi lực hộ tống bảo vệ, nếu không hắn sẽ bị thiên đạo của thế giới này xem là thứ dị giáo. Đồ Nhi có thể giải thích cho ta biết một chút về luân hồi chi lực trên người ngươi được không?" Từ Phàm Ôn Hòa nói, nhưng hắn không biết rằng vào lúc này tất cả đại bác và bảo khí thiên thương của cả đại trận hộ môn đang khóa chặt một mình Lý Huyền Đạo. Muốn chạy trốn, một là chiến lực luyện hư kỳ, hai là trực tiếp chạy trốn trong không gian. Lúc này, Lý Huyền Đạo cảm thấy mình như một con gà con chui vào hang cọp. Chết tiệt, đúng là cẩu thả, còn tưởng cấp cao nhất trong tông môn này là nguyên anh kỳ, không cần phải lo, Lý Huyền Đạo nghĩ trong lòng. Lúc này Lý Huyền Đạo dám chắc chỉ cần hắn nói dối một câu lập tức sẽ biến thành một đống thịt bã hắn đã trải qua loại chuyện này ít nhất ba lần nhưng lần nào cũng bị tu tiên giả hợp thể cảnh trở lên bắt được đứng trước sự lựa chọn một lần nữa hắn quyết định thú nhận lý huyền đạo ủ rũ một lúc chậm rãi nói ta vốn là chân tiên trong thế giới u minh đại thiên do đột phá vô vọng tu hành nên tình cờ có được công pháp luân hồi chi đạo cửu thế kim tiên quyết đây là kiếp thứ tám của bổn tiên sau khi Lý Huyền Đạo nói xong, hắn nhìn từ phàm và chờ đợi câu hỏi của người đó. Chân tiên có thể sống được bao nhiêu năm, từ phàm đột nhiên hỏi. Theo lý luận thì tuổi thọ của chân tiên là vô hạn. Lý Huyền Đạo nói. Đây chính là cực hạn sao, từ phàm buồn bã nghĩ. Nhưng chân tiên cũng sẽ gặp nạn kiếp, một vạn năm sẽ có một tiểu kiếp, ba mươi vạn năm sẽ có một đại kiếp, cho dù có là chân tiên lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể chống đỡ được đại kiếp thứ chín này. Cho nên thọ mệnh của chân tiên là 36 vạn năm, vượt qua con số này, không đột phá kim tiên, dù là tiên đế cũng không cứu được. Lý Huyền Đạo không biết tại sao Từ Phàm lại hỏi vấn đề này, nhưng thành thật mà nói thì cái mạng nhỏ này của hắn cũng đang nằm trong tay Từ Phàm. Nghe được những lời phía sau của Lý Huyền Đạo, Từ Phàm thở dài một hơi, xem ra chân tiên vẫn có giới hạn tuổi thọ một túi linh thạch xuất hiện trước mặt lý huyền đạo danh nghĩ sư đồ trước đây coi như phế túi linh thạch này xem như là thiện ý của ta kết thiện duyên cùng đạo hữu mong đạo hữu tiên lộ vĩnh xương kim tiên thành đạo từ phàm chấp tay nói hắn thầm nhủ trong lòng làm hết nửa ngày hóa ra là chân tiên so với khởi đầu của tiên đế trong tiểu thuyết thậm chí còn chưa đạt được mức trung bình lý huyền đạo hiểu từ phàm muốn nói gì hắn bảo mình rời khỏi ẩn linh môn đạo hữu ta có thể ở lại được không làm một đệ tử bình thường là được rồi lý huyền đạo đẩy túi trữ vật chứa linh thạch trở lại đạo hữu biết ta đang lo lắng điều gì từ phàm đáp lại ai có thể yên tâm để một tiên nhân chuyển sinh ở lại môn phái ta có thể phát lời thề thiên đạo chỉ cần còn ở ẩn linh môn một ngày thì ta chính là đệ tử của ẩn linh môn hơn nữa sẽ không dùng bất cứ phương thức thủ đoạn nào làm tổn thương đến đệ tử của ẩn linh môn Lý Huyền Đạo nói, hắn đã trải qua hàng trăm kiếp tu hành luân hồi, điều này khiến hắn nhận thức rõ hơn mình là người như thế nào. Hắn không có bản lĩnh lập môn phái, cũng không có tâm nhàn hạ để mà tán tu, là một kẻ lười nhác, điều quan trọng nhất với hắn chính là tìm một cây đại thụ thích hợp với mình, bảo vệ cho mình. Tương lai đại thụ cũng là đại thụ, ở đây càng thích hợp với hắn hơn. Ta có thể được lợi ích gì? Từ phàm hỏi thẳng, đối diện với lão già trên vạn năm tuổi, không cần phải nói vòng vo đợi sau khi ta đạt đến nguyên anh kỳ trở thành tiên văn của đại thiên thế giới công pháp và tiên đạo thần thông đều sẽ hiến cho đại trưởng lão hết lý huyền đạo suy nghĩ một chút rồi nói những thứ này hắn cũng chẳng quan tâm lắm cho đi rồi bản thân hắn cũng chẳng mất mát gì cứ coi như là kết thiện duyên sau này trở thành kim tiên nói không chừng có thể gặp mặt những thứ này ngươi phải thêm vào trong lời thề thiên đạo từ phàm nói không thành vấn đề lý huyền đạo đồng ý đáp được hỏi ngươi một câu cuối cùng đại các đại lợi lý huyền đạo sau khi thỏa thuận giao dịch từ phàm và lý huyền đạo cùng nhau phát lời thề thiên đạo trong thế giới tinh thần của từ phàm xuất hiện thêm một xiềng xích phát tắc lời thề thiên đạo thường là lời thề của tu tiên giả khi muốn cam đoan một điều gì đó rất quan trọng nếu vi phạm cũng sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng chỉ có điều đến khi thăng cấp lên đại cảnh giới, sẽ xuất hiện thiên ma. Hoặc là lúc độ kiếp, quy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Quy lực của thiên kiếp là dựa vào thực lực của bản thân mà quyết định mức độ của quy lực, nếu tăng lên gấp mấy lần, tu sĩ có lợi hại đến đâu cũng sẽ tiêu đời. Được rồi, nếu đạo hữu có hứng thú thì có thể tiếp tục làm đồ đệ của ta, nếu không có hứng thú, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một cai ghế trưởng lão. Từ phàm nhìn Lý Huyền Đạo nói, theo kinh nghiệm của người này, khả năng làm vai chính rất thấp. Ta vẫn là nên làm đệ tử của sư phụ thì hơn, trọng sinh đến kiếp này thì dùng cái duyên của kiếp này vậy. Lý Huyền Đạo lại hành lễ với Từ Phàm, nói: "Sư phụ." Hắn có kinh nghiệm trải qua mấy trăm kiếp vốn không hề khinh thường người chỉ mới tới trúc cơ kỳ như Từ Phàm, bởi vì hắn biết rõ, đại lão thì mãi mãi vẫn là đại lão, dù ngươi có dẫn trước một bước, cuối cùng cũng bị đại lão giết chết. Được sa này không có việc gì thì qua đây uống trà sẵn tiện bàn chuyện của đại thiên thế giới từ phàm nói được nhìn bóng lưng lý huyền đạo rời đi từ phàm thu hồi tất cả nòng ngắm đang nhắm vào lý huyền đạo ở bầu trời cách xa đảo ẩn linh ngàn dặm mấy quả vệ tinh bảo khí ngủ dai thu lại mấy thanh trọng lực hợp kim siêu cứng đang lộ ra bên ngoài sau đó bắt đầu ẩn giấu các lưới vệ tinh thiên cơ bảo khí của ta không có cơ hội ra tay ta vẫn không biết nó có uy lực cỡ nào. Lúc này, từ phàm đột nhiên có hứng thú, trực tiếp mở ra bản đồ ảo của toàn bộ cự hồ rộng 10 vạn dặm, chọn một hòn đảo nhỏ nằm cách đảo ẩn linh 100 dặm. Trên bầu trời hàng ngàn dặm, một quả bảo khí dưới sự điều khiển của bồ đào, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, một thanh trọng lực hợp kim siêu cứng phiên bản bảo khí phóng ra với tốc độ khó lường lao thẳng về phía hòn đảo đã chọn kia. Một thanh trụ khổng lồ rộng 1 mét cao 10 mét, kèm theo ánh lửa giống như một viên đạn nhắm chuẩn vào hòn đảo đó. ầm, uhm, lớp đất của toàn bộ hòn đảo đã trực tiếp được nâng lên cao một km, sau đó lại bị sóng dao động mãnh liệt truyền ra từ bên dưới đại địa dân lên cao một vạn mét trên bầu trời. Bên trên cự hồ rộng 10 vạn dặm bỗng chốc dâng lên hàng ngàn con sóng lớn, toàn bộ hồ nước khổng lồ như đang rung rẩy, vô số quái vật nấp ở tầng thấp nhất của hồ cũng không khỏi rùng mình, không dám đối mặt với thiên uy. Lúc này, giao thủ cự quy cảnh giới hóa thần kỳ cũng mang theo 12 đứa con của nó trốn trong cái khe sâu dưới đáy hồ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, khi nãy chính mắt nó nhìn thấy cái trụ khổng lồ như thiên uy đang ầm ầm lao về phía hòn đảo nhỏ. Nếu đánh trúng người, chắc chắn hậu quả khó mà tưởng tượng được. Từ phàm nhìn hình ảnh trong màn hình, và đảo ẩn linh khẽ rung lên, cảm thấy hắn chơi hơi lố rồi. Đúng lúc này, một con sóng cực lớn cao 10.000 10 mét ập vào đại trận hộ môn trên đảo đại trận hộ sơn trên đảo ẩn linh giống như một tảng đá trên bờ biển, không có dấu vết trung chuyển. Đại trận hộ sơn tổn thất 0,5%, hiện đã được sửa chữa. Kiểm tra uy lực của thiên tế bảo khí. Từ phàm nói, sức mạnh của thanh trọng lực này lớn hơn hắn nghĩ. Yêu thú hóa thần kỳ bị giết bởi một đòn, yêu thú luyện hư kỳ thì bị thương. Bồ đào đưa ra một số liệu mơ hồ. Nhưng mà, chỉ là lớp đầu tiên, sau này ta còn thắng cấp lên mấy lớp, như thế thì ẩn linh môn sẽ là nơi an toàn nhất. Từ phàm cân nhắc nói. Trong lòng từ phàm, sự an toàn của đảo âm linh là tuyệt đối xếp đầu tiên, chỉ cần có cách gì mới, hắn sẽ lập tức vận dụng vào lớp phòng hộ của đảo âm linh. Lúc này, bảo khí truyền tin của từ phàm vang lên, là tin nhắn cả chấp sự hội trưởng lão ở tiên thành lâm sâm truyền tới, nói là cảm nhận được sóng dao động vượt quá hóa thần kỳ trên mặt cự hồ, có cần chi viện gì không? Từ phàm trả lời lại một câu không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện, với tốc độ của các ngươi, muốn làm gì thì cũng muộn rồi. Sau khi xử lý xong chuyện của Lý Huyền Đạo, từ phạm bắt đầu bước vào trạng thái bế quan. Nửa tháng sau, từ phạm bước ra khỏi thời gian tiểu ốc, nhìn thấy cả nhà Vương Vũ Luân đầy vẻ mệt nhọc. Có chuyện gì thế, từ phạm vừa nói vừa nhìn Vương Vũ Luân đang hôn mê. Khi sắp đến gần tiên thành lâm sâm, thì đột nhiên ngất xỉu. Vương hướng trì nói. Từ đại ca, tình trạng phu quân ta như thế nào vậy? Mộ dung thiến nhi lo lắng hỏi, sau khi nhìn thấy từ phàm, nàng cũng không còn luống cúng như lúc đầu. Trên tay từ phàm lóe lên ánh sáng màu xanh lập lòe khẽ phủ lên trên trán của vương vũ luân. Độc của yêu dục đã thâm nhập vào trong linh hồn rồi. Từ phàm đưa tay ra khỏi trán vương vũ luân, hắn đã từng xem mô tả về loại độc này trong một cuốn bí tích chất độc này sẽ biến nhân tộc thành một loài yêu tộc khác loại, giống như hình thái của mộng ma. Làm sao để chữa khỏi độc yêu dục, mộ dung thiến nhi vội vàng hỏi. Vương hướng trì cũng đang nhìn từ phàm, trong ấn tượng của hắn thì không có thứ gì có thể làm khó được sư phụ. Độc yêu dục thì có hơi khó một chút, đợi tin từ đến rồi tính. Từ phàm bảo bồ đào thông báo cho lý tinh từ qua đây. Để tinh từ thám tra linh hồn của cha ngươi một chút, sau đó hắn còn phải đi sâu vào mộng cảnh của cha ngươi gọi ông ta tỉnh lại. Không lâu sau, Lý Tinh từ đến tiểu viện của Từ Phàm. "Sư phụ, bá mẫu, Vương đại ca." Lý Tinh từ chào hỏi mọi người. "Vương Thúc xảy ra chuyện gì?" "Linh hồn xảy ra chút vấn đề, cần ngươi kiểm tra một chút, sẵn tiện gọi Vương Thúc ngươi tỉnh lại." Từ Phàm nói, những chuyện này đáng lẽ hắn cũng có thể tự mình làm nhưng nguyên tắc của hắn là thứ có thể nhờ cậy được thì tuyệt đối không ra tay. được. lý tinh từ chỉ cần đặt ngón tay nhẹ lên tráng vương vũ luân, trong phút chốc hắn đã xuất hiện trong một thế giới đầy dục vọng ngang tàn, điên cuồng vô độ. tất cả mọi người trong thế giới này đều điên cuồng rút hết dục vọng của mình. có những người ăn uống quá độ, hưởng thụ những món ngon khắp thiên hạ. có những kẻ khát máu tàn sát, điên cuồng giết hết những gì mà bản thân nhìn thấy. có những kẻ tự tư tự lợi điên cuồng chiến hữu mọi thứ mà hắn muốn, có những kẻ bản tính cuồng loạn. Lý Tinh từ chậm rãi bước đi trong thế giới dục vọng này, những kẻ điên cuồng xung quanh dường như đều không nhìn thấy hắn, sâu trong thế giới dục vọng này hắn đã nhìn thấy được Vương Vũ Luân đang bị dục vọng gặm nhấm. Lúc này thần trí của Vương Vũ Luân khá là tỉnh táo, sau khi nhìn thấy Lý Tinh Từ, hắn thở vào nhẹ nhõm nói, xem ra đã an toàn đến ẩn linh môn rồi. Tinh Từ, từ đại ca nói ta còn cứu được sao, Vương Vũ Luân hỏi. Sư phụ bảo ta qua đây xem thử tình trạng thế nào, trước mắt xem tình hình rồi nói, xem ra cũng không tệ. Độc yêu dục ngấm vào tinh thần ta vẫn có thể giải quyết được, chỉ là linh hồn thì cần có sự giúp đỡ của sư phụ. Trên tay Lý Tinh từ xuất hiện một bông hoa bỉ ngạn, sau đó nó hóa thành bột mịn theo gió bay đi, những nơi nó đi qua, thế giới dục vọng đều biết thành bột mịn bột miệng mà thế giới dục vọng hóa thành cuối cùng lại ngưng tự thành sáu bông hoa dục vọng trong tay lý tinh từ lúc này vương vũ luân nằm ở trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra từ đại ca ta còn tưởng không gặp được ngươi nữa vương vũ luân mừng rỡ nói sao có thể ta chỉ cần thổi một hơi là có thể cứu ngươi dậy từ phàm cười nói huynh để phúc lợi gấp một trăm lần hắn thà để mình bị thương cũng không thể để người đó xảy ra chuyện Lúc này, Lý Tinh từ mở mắt ra nói: "Sư phụ, thương thế của linh hồn, ta không nắm chắc lắm, cái này phải nhờ người rồi." "Được, vết thương linh hồn thì dễ xử thôi, đợi sau khi ta thăng cấp kim đan kỳ, một viên thiên hồn đan thì có thể giải quyết rồi." Từ Phàm nói: "Vết thương trên linh hồn, dùng linh đan thì có thể giải quyết, điều trị cá nhân ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một chút vấn đề." Thiên hồn đan là loại linh đan chỉ có luyện đan sư cấp tông sư mới có thể luyện chế ra được. Nó có tác dụng thanh trừ chất độc của linh hồn và nuôi dưỡng linh hồn, những vết thương thông thường có liên quan đến linh hồn, chỉ cần một viên thiên hồn đan là có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại ẩn linh môn tịnh dưỡng đi, không chuyện gì thì đến hoa viên đi dạo hoặc là đi câu cá gì đó, ta sẽ bảo Long Phúc mua thiên hồn đan mua không được thì đợi ta 15 năm sau thăng cấp lên kim đan kỳ sẽ luyện chế cho ngươi. Từ phàm nói. Ừm, cũng chỉ còn cách này. Vương Vũ Luân nói một cách yếu ớt. Đừng yếu xìu như thế, nhưng lúc này ngươi không tu luyện được thì đọc sách, tu tâm cảnh, như thế sau này thăng cấp lên nguyên anh cũng sẽ thuận lợi một chút. Từ phàm mỉm cười và vỗ vai Vương Vũ Luân. Sau khi mọi người dùng bữa trong tiểu viện, từ Phàm nhận được món quà giảm giá mà hắn luôn nghĩ tiếng trong đạo trường, Từ Phàm nhìn ba đồ đệ trước mặt, gật đầu hài lòng. Hướng Trì, thấy ngươi tiến bộ nhiều như vậy, ta cũng không tính toán chuyện ngươi nhiều năm không về. Tu vi nhiều năm không tiến bộ, ngươi càng nên tìm sư phụ, sợ là ngươi đã quên, ta vẫn là sư phụ của ngươi. Lời nói của Từ Phàm khiến Vương Hướng Trì cúi đầu xuống, không nịnh thì tốt. Nhiều năm ngươi không về, đây là đồ đệ mà vi sư mới thu nhận. Lý Huyền Đạo, các ngươi giao lưu làm quen tí đi. Sau khi Từ Phàm nói xong, hắn rời khỏi đạo trường, bắt đầu bế quan. Tại biên giới của Thịnh Linh Châu, vô số cự thương do băng tạo thành xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp kim xuyên qua hàng trăm yêu tộc đang chạy trốn. Có mấy lan yêu tu vi nguyên anh kỳ bị đạn xuyên giáp trực tiếp xuyên qua đầu. Hàng chục mũi giáo bằng gỗ băng đang nhắm chính xác những con cá lọc lưới còn sót lại. Kết thúc trận chiến, từ Cương xuất hiện từ trên không trung nói, sao phải giữ lại toàn bộ thi thể, còn không cho huyết khí lan ra trên diện rộng. Nhất định phải có lý do, đại ca, nếu ngươi tò mò có thể quay về hỏi. Giọng Từ Nguyệt Tiên truyền đến. Chính ngay lúc này, một bóng người nhanh nhẹn bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Từ Cương, vung ra một kiếm, đầu của Từ Cương bị chặt lìa, máu tươi không ngừng phun ra. Ngay lúc Miêu tộc xuất hiện và vung kiếm, cũng có tiếng súng vang lên khi thủ cấp của từ cương rơi xuống đất miêu tộc đó cũng vong mạng thân ảnh của từ nguyệt tiên hiện ra nhìn cái đầu của đại ca mình nói đại ca chân thân mà ngươi nặng ra quả thật rất giống thật đấy lúc này thân ảnh trên mặt đất của từ cương biến mất ngũ hành linh khí giữa thiên địa tụ lại thân ảnh của từ cương lại xuất hiện đều là do sư phụ dạy giỏi chỉ sau khi thật sự ra ngoài chiến đấu rồi mới phát hiện từng câu nói của sư phụ đều rất có đạo lý từ cương miễn cười nói, hắn chợt nhận ra rằng mình có chút nhớ sư phụ. Ha ha, sư phụ nói không sai, nhưng mà thế thân thần thông mà sư truyền cho ngươi ngay cả ta cũng có chút ngưỡng mộ. Từ Nguyệt Tiên ghen tị nói, chiêu vô lượng phân thân của từ cương, cùng một cảnh giới thì khó mà giải được. Đây chỉ là ảo ảnh, hóa ảnh tam thế thân cường mà sư phụ truyền cho ngươi, đến cuối cùng chính là ba chân thân. Từ cương nói, Ba người vừa trò chuyện vừa thu dọn thi thể của yêu tộc dưới đất vào trong những không gian. Doanh trại chính của tuyến phòng thủ thịnh Linh Châu, trung tâm đổi điểm. 2.410 xác yêu tộc Kim Đan Kỳ, 154 khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ, tổng cộng là 3.950 điểm. Tu sĩ Nguyên Anh trực ca nói. Sau khi cả hai đổi điểm xong, thì đi đến phố thương mại của đại doanh. Đại ca, mấy điểm này đổi được gì? Từ Nguyệt Tiên hỏi ta đã nghĩ xong rồi, ta muốn tặng cho sư phụ một món quà, trong danh sách trao đổi ta nhìn thấy cục luyện khí sư có bao hàm trọng bảo tiên văn. Cần 10 triệu điểm, hai chúng ta cố gắng, tranh thủ gom đủ trước khi yêu tộc tượng châu ổn định lại. Nghe nói khi luyện chế đạo khí cần có tiên văn, không biết sư phụ có không? Lúc ta ra ngoài thì chưa đủ, công pháp thần khi nãy đều là sư phụ cho ta, lần này ta muốn tỏ lòng hiếu tâm một chút. Từ cương có chút xúc động nói sau khi được từ phàm đưa về từ khuyết thiên môn mọi thứ của hắn đều là do từ phàm cho ta ủng hộ đại ca nhưng ta cảm thấy ngoại trừ đổi tiên văn thì cũng có thể đổi một viên linh đang thiên cấp công pháp tu hành của sư phụ ta xem không hiểu nhưng lần trước dáng vẻ đại nạn của sư phụ thực sự khiến ta sợ khiếp vía cho nên có một viên linh đang thiên cấp kéo dài tuổi thọ hồi phục vết thương lần sau sư phụ cũng có thể an tâm thăng cấp đổi ba triệu điểm từ Nguyệt Tiên nói. Được, cái này cũng tạm. Từ Cương gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi xem tiểu huynh đệ thiên luyện xong rồi tiếp tục xuất phát, tiến sâu vào biên giới, thứ mạnh nhất ở đó chính là yêu tộc hóa thần kỳ, ta sáng ngươi tối, hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Cương tiếp tục nói. Được. Hai người đến một nơi tương đối hẻo lánh, nơi có một thiên luyện khí phường, chuyên nhận đặt các loại bảo khí, cao nhất là tứ giai. Ngay khi hai người chuẩn bị bước vào thiên luyện khí phường, từ Nguyệt Tiên đột nhiên nhìn thấy đối diện cũng có một phường luyện khí, công việc kinh doanh cũng giống nhau, quan trọng nhất là, nơi đó còn nhận đặt bảo khí ngũ giai. Đại ca, ngươi còn nhớ sư phụ có một vị bằng hữu tên là Sa Điêu không? Từ Nguyệt Tiên hỏi. Có, lúc đó Sa Điêu sư thúc còn tặng cho chúng ta không ít đồ chơi. Từ cương quay lại nhìn thấy là phường luyện khí Sa Điêu. Chúng ta đi xem có phải là Sa Sư Thúc không? Từ Cương nói. Lúc này trong cửa tiệm, Sa Điêu không có việc gì làm, đang suy nghĩ về món đạo khí đầu tiên của mình sau này. Hơn 10 năm rồi, cũng không biết từ sư đệ như thế nào, có thăng cấp trúc cơ chưa, con đường luyện khí có bị tụt lại không? Sa Điêu thở dài. Kể từ khi khuyết thiên môn bị yêu tộc tấn công hơn 10 năm trước, hắn đã cùng sư phụ ở lại canh giữ cửa tiệm nhỏ này, để luyện chế bảo khí cho các tu sĩ lui tới trừ yêu, thu phí không mắc, miễn cưỡng có thể sống tạm qua ngày. Bốn năm trước sư phụ hắn được Thiên Khí Tông mời đi, bây giờ cửa tiệm nhỏ này cũng chỉ còn lại mình hắn, cũng may cách đây không lâu tình cờ gặp được một tiểu bối của Thiên Khí Tông tới đây, không có chuyện gì cũng có thể tám chuyện. Bây giờ hắn quăng hết danh sách các món bảo khí ngũ dai trở xuống lên phía trước, trước đây hắn bận tối mặt tối mũi, bây giờ lại thấy bắt đầu rảnh rỗi. Lúc này, có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến cửa hàng tiệm chúng tôi không làm bảo khí dưới ngủ dai sa điêu nhẹ giọng nói lúc này từ cương và từ nguyệt tiên đã tháo mặt nạ ra các ngươi là từ cương và nguyệt tiên sa điêu mừng rỡ thốt lên hắn có quen với đồ đệ của từ phàm kính chào sa sư thúc hai người hành lễ ha ha sa sư thúc gì chứ bây giờ đổi lại ta gọi các ngươi là tiền bối rồi sư phụ các ngươi vẫn khỏe chứ sa điêu vui vẻ hỏi sư phụ rất tốt nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thường nhắc đến sa thúc từ cương nói từ sư đệ đâu rồi ta tìm hắn ở thịnh linh châu rất lâu cũng không tìm thấy các ngươi đến đại lục khác rồi sao sa điêu nói bọn ta và sư phụ đã đến đại lục trung tâm hơn nữa còn thành lập một môn phái ở đó từ nguyệt tiên nói sau khi nàng gặp được sa điêu thì lập tức gửi một tin nhắn cho từ phàm nhận được tin trả lời mời Sa Điêu đến tông môn. Thành lập môn phái. Hai mắt Sa Điêu sáng lên, phụ thân và tiểu muội của hắn đang ở trong môn phái của đại lục trung tâm. Ừm, tên môn phái là ẩn linh môn, là một tiểu môn phái ẩn thế, đệ tử trong môn cũng hơn 200 người, nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng không đua chen với đời. Từ Nguyệt Tiên nói. Lời của Từ Nguyệt Tiên khiến ánh mắt của Sa Điêu càng sáng hơn, đây không phải là nơi lý tưởng để hắn nghiên cứu con đường luyện khí sao, huống hồ nơi đó còn có từ sư đệ mà hắn xem là tri kỷ cả đời này của mình. Ta có thể gia nhập tông môn của các ngươi, bây giờ yêu tộc ở tượng châu đã không còn lớn mạnh, cái tiệm nhỏ này của ta cũng không cần tồn tại nữa. Sa Điêu nói, rất hoan nghênh, ta vừa báo cho sư phụ biết tin đã gặp được Sa Sư Thúc sư phụ lập tức bảo ta mời sư thúc gia nhập ẩn linh môn để cùng nhau tìm kiếm con đường luyện khí từ nguyệt tiên mỉm cười nói nhưng nàng không biết là sư phụ nàng chỉ cần một công cụ giúp hắn giải quyết nhiệm vụ luyện khí mà bổ đào không làm được lúc này sa điêu vung tay tất cả pháp bảo trong tiệm đều được thu vào trong những không gian nhìn dáng vẻ của các ngươi chắc cũng chưa định trở về nói cho ta biết ẩn linh môn ở đâu tự ta đi được rồi Sa Điêu sốt ruột nói. Hắn ở một mình trong cửa tiệm nhỏ suốt 4 năm, hắn thực sự rất cô đơn, bạn bè chẳng có được mấy người, tri âm càng không, bây giờ ngay cả con đường luyện khí mà hắn suốt đời theo đuổi cũng bắt đầu trên vên, mấy năm nay chẳng tiến bộ gì. Đại lục trung tâm, Thiên Lam Châu, Tiên Thành Sâm Lâm, trên cái hồ 10 vạn dặm, sư thúc đến đó tự nhiên sẽ có người ra đón. Từ Nguyệt Tiên cười nói. Lúc này Sa Điêu đột nhiên bật cười ngại ngùng, Hắn quên mất mấy năm nay hoạt động kinh doanh thua lỗ, cộng thêm cha hắn và tiểu muội khi đến Đại Lục Trung Tâm đều đã lấy đi gần hết linh thạch của hắn. Bây giờ hắn mới ngượng ngùng phát hiện ra không đủ phí di chuyển đến Đại Lục Trung Tâm. Từ Nguyệt Tiên rất chu đáo gửi một túi linh thạch cho hắn, đủ để sa điêu dùng trong suốt hành trình di chuyển đến Tiên Thành Lâm Sâm, trên đường đi còn có thể thưởng thức một số món ngon đặc biệt của chính các tiên thành lớn. Cái gọi là ở nhà thì thanh đạm, ra ngoài thì bắt buộc phải mang theo lộ phí, khi từ cương và từ nguyệt tiên rời đi, linh thạch trong những không gian mà từ phàm đưa cho bọn họ chí ít một người hai mục tiêu nhỏ. Đây là sư phụ căn dặn, nếu sư thúc muốn trả thì trả cho sư phụ là được. Từ Nguyệt Tiên nói trước. Được. Sa Điêu gật đầu nói, thân là luyện khí sư thiên tài, hắn cũng chẳng quan tâm đến linh thạch, nếu nợ, sau này trả lại là được. Người phóng khoáng, làm việc cũng phóng khoáng. Sau khi đóng cửa tiệm, Sa Điêu biến mất ở cuối con phố dài. Sa Sư Thúc vẫn cứ tự nhiên như trước đây. Từ cương xúc động nói. Nếu không sao có thể kết bạn với Sư Phụ. Từ Nguyệt Tiên đáp. 15 tôn giả đại thừa kỳ của nhân tộc lúc này đang bao vây tấn công yêu tôn của yêu tộc ở cấm địa cổ yêu. Tự đồ, đến đây, dùng máu của yêu tộc các ngươi khởi động phong ấn của cấm địa cổ yêu đi. Để ta xem cổ yêu mà yêu tộc các ngươi dựa dẫm rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Kiếm đạo phát tướng vụt ngang bầu trời nhìn cấm địa cổ yêu nói. Ha ha, nhân tộc, không ngờ thủ đoạn ẩn nấp của các ngươi còn nhiều hơn ta tưởng. Đừng tưởng lấy được tiên khí trảm yêu kiếm thì có thể thiên hạ vô địch, tiên khí, ta cũng có. Tin chắc lần sau cảnh tượng bổn tôn ta và các ngươi gặp nhau nhất định rất thú vị. Một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên như muốn giao chiến với cả thế giới. Nhân tộc, nếu muốn tiêu diệt phân thân của ta thì phải trả giá, ba cấm địa cổ yêu ở Tượng Châu, ta hy vọng ngươi thích món quà này. Khà khà khà. Lúc này ba cấm địa cổ yêu của Tượng Châu đồng thời sáng lên huyết quang, sau đó ba luồng huyết quang cực lớn phóng lên trời, như muốn liên kết biên giới của thế giới. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Tượng Châu đang chấn động, giống như một con hung thú thượng cổ sắp sinh ra vậy. Trừ. Cả tương châu rung chuyển càng thêm trầm trọng. Kiếm đạo pháp tướng trên bầu trời, lúc này trên người toát ra một luồng uy áp như muốn trấn áp thiên hạ, trong tay kiếm đạo pháp tướng xuất hiện một thanh tiên kiếm. Các vị đạo hữu, trước khi Tôn thượng trở lại, chúng ta phải trấn áp cổ yêu này trước mới có thể ra tay trấn áp hai con còn lại. Thập phương tịch diệt kiếm trận, ta là chủ kiếm, chúng đạo hữu hỗ trợ ta. Lúc này toàn bộ cấm địa cổ yêu bắt đầu sụp đổ một bàn tay to lớn như núi đập mạnh xuống mặt đất tựa như sắp trèo ra khỏi vực sâu tầm uhm. một cái đầu to lớn màu đỏ tươi từ từ nhô ra khỏi mặt đất đôi mắt khát máu và hung ác lớn như mặt trăng kia đang từ từ chuyển động như thể đôi mắt chưa từng được chuyển động suốt mấy mươi vạn năm khi toàn bộ con cự yêu hoàn toàn ló mình hiện ra khỏi cấm địa không ít cường giả đại thừa đang quan sát cách đó không xa đều hít sâu một hơi đây là yêu thân vạn mét hàng thật, những đám mây chỉ dài đến đầu gối của cổ yêu. Máu, thịt, cả thế giới đều là của ta. Giọng nói cổ quái, thăng trầm và như vực thẳm lan truyền khắp tượng châu. Chư vị đạo hữu, hỗ trợ ta. Lúc này kiếm đạo Pháp tướng phình to vạn mét, tiên kiếm trong tay hóa thành cầu vòng dài chém vào cổ yêu. Thanh kiếm này đã ngưng tụ toàn bộ uy lực của 15 tôn giả đại thừa. Bịch trảm yêu kim dài hàng nghìn mét đã găm vào cổ cổ yêu. Nực cười. Lũ kiến, chết đi. Cổ yêu trực tiếp gạt trảm yêu kiếm trên cổ sang một bên, lòng bàn tay khổng lồ kia nắm lấy kiếm đạo pháp tướng trên không trung. Lúc này thân thể của nam nhân trung niên trong kiếm đạo pháp tướng bị lực lượng kỳ dị trói buộc, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn lòng bàn tay to lớn đang nắm lấy mình. Với tư cách là cửu trưởng lão trong hội trưởng lão nắm giữ tiên khí trảm yêu kiếm, đây là lần đầu tiên hắn nghi ngờ về thanh kiếm trong tay mình ta sắp chết sao đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền khổng lồ dài hàng vạn mét có một khẩu pháo cực lớn màu đen tỏa ra linh quang rợn người ầm um, một cột sáng từ bầu trời chiếu thẳng vào đầu của con cổ yêu một bông sen vàng khổng lồ nở ra ở chính giữa cổ yêu vô số tiên văn lập lòe trên đài sen vàng càng lúc càng sáng sau đó đài sen vàng khép lại trực tiếp bao vây cổ yêu cường hãn kia bên trong nó. Cuối cùng, nó biến thành một bông sen vàng nhỏ. Tôn thượng. Đây là, 15 thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, hành lễ với con thuyền lớn kia. Một thiếu niên ánh mắt sáng ngời xuất hiện giữa không trung, cầm lấy hoa sen vàng, sau đó nhẹ nhàng ném về nơi sâu nhất của cấm địa cổ yêu. Thực lực của cổ yêu mạnh hơn ta nghĩ, cơ thể nó thực sự có thể chống lại trảm yêu kiếm. Lần này cực khổ cho các ngươi." Thiếu niên mắt sáng nói với các tôn giả đang ngăn chặn Cổ Yêu. Ở biên giới Thịnh Linh Châu xa xôi, hai huynh muội Từ Cương đều ngừng động tác tay lại, nhìn về hướng Tượng Châu. "Sư muội, Từ Từ đã, chờ sau khi có tin tức rồi hẳn đi sâu vào Tượng Châu." Lúc này, Từ Cương cảm giác được Cung Long tiên phía bên trên đại doanh cũng đã biến mất. Từ Nguyệt tiên lấy pháp bảo truyền tin ra, sau khi liếc nhìn thì phát hiện không có tín hiệu gật đầu nói, đúng, sư phụ đã từng nói, trong tình huống này tốt nhất không nên vào trong góp vui, chúng ta vẫn nên ở biên giới từ từ tru yêu thôi. Từ bé, từ phàm truyền thụ cho bọn họ, gặp trường hợp lớn, không có tin tức xác định, vậy trước hết không nên đi vào, trừ khi ngươi là người được trời phú. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Giao hãy còn nghe cự yêu gào thét, lúc này đã bay đến gần cấm địa cổ yêu. Nhóc con, xoay người nhìn xem thứ này đi máu cổ yêu, xích trùng tinh, hoa yêu huyết, ba thứ này đều là đồ tốt ở tiên giới. Tìm được tên biết hàng, đạo khí của ngươi tới đây. Lão kiếm nói trong dịp tiêu giao, giọng điệu rất phấn khích. Một lần đã giàu phất lên là cảnh tượng hắn thích nhất. Nghe ngươi lần này, nói ta biết phải làm thế nào. Dịp tiêu giao nói, động tốc của thuyền kiếm đã sắp chạy đến cực hạn. Này thì dễ, tôn giả trong giới của các ngươi chắc chắn sẽ đi phong ấn cổ yêu, chúng ta chỉ cần đợi sau khi phong ấn xong thì tiến vào cấm địa cổ yêu. Đến khi đó nghe ta chỉ huy là được. Lão kiếm tràn đầy tự tin mà nói. Lúc này, cung long tiên đang trấn áp con cự lan thời hoang cổ thân dài nghìn thước, xuất hiện giữa cấm địa cổ yêu rất gần đại doanh thịnh Linh Châu. Xung quanh còn có vài tôn giả đại thừa đang trấn áp, lúc này, Vũ Thuyền đã mang theo 15 vị tôn giả xuất hiện ở một cấm địa cổ yêu khác. Ba tháng sau, từ phàm ra khỏi thời gian tiểu ốc để giải sầu luôn cảm thấy bất an nhất là hắn phát hiện giai đoạn bây giờ của mình thế nhưng không có việc gì để làm trúc cơ kỳ đã đến điên phong rồi bây giờ xem ra ngũ hành quyết của hóa thần kỳ không thể tiếp tục chỉ có thể chờ đến kim đan kỳ rồi nói sau đại quân con rối trước hết cứ như vậy hiện tại cũng không cần thăng cấp gấp phòng hộ của đại trận hộ sơn đã đến cực hạn muốn thăng cấp cũng chỉ có thể đợi ta đến kim đan từ phàm đi đến trước thác nước linh dịch nhìn thấy bên hồ có một đôi nai con đang tình tứ tuy rằng nai được xem qua vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng không cản trở chúng nó diễn tình tứ giữa hồ linh dịch còn có một con rùa vàng to bằng cái cối xay đang thích chí hưởng thụ cảm giác dòng linh dịch cọ rửa mai rùa con rùa thiên cát này được tiểu hoa đem về từ mấy tháng trước lúc từ phàm còn chưa kịp cưỡng ép nó ở lại qua đêm con rùa thiên cát này đã tự giác đến hồ linh dịch an cư theo cách nói của Tiểu Hoa, đây chính là tiểu tử nghèo khó lên thành đã bị dụ dỗ. Từ phàm lấy tự linh đang thượng phẩm cho Rùa Thiên cắt ăn, tiện thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Bây giờ, Rùa Thiên cắt giống như đứa nhỏ 3 tuổi, ngay cả cha mẹ mình ở đâu cũng không biết. Đáng tiếc, nếu không thì có thể mời cha mẹ người đến đây ở, thế thì cả nhà các người có thể tề tụ một chỗ, thật tốt. Từ phàm tiếc núi mà nói. Lúc này đệ tử xung quanh hồ linh dịch bắt đầu tăng lên, đều đến ngồi xuống bên hồ linh dịch. Chào đại trưởng lão. Các đệ tử đều hành lễ nói. Từ phàm gật đầu N lần mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, từ phàm đột nhiên phát hiện, tông môn của mình còn thiếu một đệ tử trợ giúp ngộ đạo, một người tu tiên không thể chỉ quan tâm đến nâng cao chiến lực, mà phương diện khác cũng phải theo kịp. Vì thế, từ phàm phát tin tức cho bàn phúc, để hắn đi tìm linh một ngô đồng nghìn năm. Sau khi dặn dò xong việc, Từ Phàm tiếp tục đi dạo giải sầu, ở trong một chùa nghỉ mát nọ, hắn gặp phải Vương Hướng Trì và Lý Tinh Từ đang bàn luận. Hai người cầm pháp khí linh kiếm trong tay, đều đang dùng chiêu thức để quyết đấu, không sử dụng một chút linh lực nào. Tuy rằng không có linh lực, nhưng cộng thêm năng lực to lớn của Kim Đan Kỳ, không gian gần đó đều rít gào kiếm khí, ánh kiếm lóe ra, xung quanh mặt đất đầy những vết kiếm. Sau khi nhìn thấy Từ Phàm, hai người đồng thời ngừng lại, nhìn về phía từ phàm. Cứ tiếp tục đi, xem như ta không tồn tại. Thật ra thỉnh thoảng luận kiếm như vậy cũng rất có ích. Nhưng thật là nhìn không ra, tu vi kiếm đạo của tinh từ cũng không hề kém nha. Từ phàm cười nói, từ chiêu thức của lý tinh từ, hắn nhìn thấy bóng dáng của kiếm pháp cổ võ. Chỉ là tùy tiện luyện tập thôi, không nhận nổi lời khen của sư phụ. Lý tinh từ khiêm tốn nói. Ngươi khiêm tốn rồi từ phàm nói xong thì nhìn về phía vương hướng trì nói hướng trì mấy tháng ở tông môn cảm thấy như thế nào có quen không trước kia vị tam đồ đệ này của mình là một tên không chịu ngồi yên một chỗ sau khi rời khỏi tông môn vẫn chưa từng lưu lại tông môn thời gian dài như vậy mấy ngày chiến đấu tru yêu có hơi nhàm chán bây giờ rảnh rỗi bồi sư phụ và cha mẹ cũng rất tốt không có việc gì cũng có thể bàn luận với tứ sư đệ tiếc là đại sư huynh và nhị sư tỷ không có ở đây vương hướng trì nói mấy tháng ở ẩn linh môn kiếm đạo của hắn tiến bộ rất nhanh không tồi xem ra ngươi đã thật sự tìm được đạo của chính mình rồi từ phàm vui mừng mà nói hắn không ngờ bách thế luân hồi của lý tinh từ lại có hiệu quả lớn như vậy thật muốn tìm một điện luân hồi để các đệ tử được trải nghiệm một phen tất cả đều nhờ sư phụ dạy dỗ tốt vẻ mặt vương hướng trì không thay đổi mà nói ngươi dùng vẻ mặt đơ đó để khen thật sự là rất mâu thuẫn xem ra khi nào có thời gian ta cần phải nói chuyện với cha người về vấn đề giáo dục ngươi lúc này mặt trời mọc lên ở hướng đông từ phàm nhìn xuyên qua đại trận hộ sơn nhìn về phía mặt trời vừa mới mọc lên không biết là mặt trời trong nghìn thế giới kia có dáng vẻ như thế nào lấy diện tích của tu tiên giới thì chỉ sợ một mặt trời của kiếp trước cũng không đủ để chiếu hết từ phàm cảm khái nói ở tu tiên giới chỉ mới tính diện tích của tiểu quốc biên thùy ở tượng châu thì đã hơn hẳn diện tích của tinh cầu lam kiếp trước đừng nói chi là cả tượng châu lục địa tu tiên giới có hơn một nghìn miễn bàn đến những bờ cõi vô tận mà tu sĩ vẫn chưa thăm dò đến tận cùng đúng lúc này từ phàm đột nhiên dời ánh mắt xuất thần nhìn nơi nào đó trên bầu trời dự cảm về điểm xấu ngày càng mạnh mẽ từ phàm lẩm bẩm nói lần trước khi có loại dự cảm mạnh mẽ này Hắn bị bắt chạy trốn từ Khuyết Thiên môn đến Đại Lục Trung Tâm. Cùng lúc đó, bên ngoài phi vũ giới, một trận pháp đủ để bao trùm cả lục địa xuất hiện ở giữa vách tường ngoài phi vũ giới, ở bên cạnh một chiến thuyền vũ trụ bảo hộ. Nếu không phải dung hợp thiên đạo hai giới, thì trận pháp này muốn mở rộng hoàn toàn cũng không được. Thiếu niên mắt sao ở trên thuyền vũ trụ, nhìn thấy ký hiệu trận pháp khổng lồ kia mà nói. Bắt đầu đi, hai giới dung hợp, lấy Đại Lục Trung Tâm làm đầu. Chính bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, đại lục trung tâm hưởng thụ tài nguyên tốt nhất toàn giới, cũng để chống lại đại kỳ của yêu tộc. Lúc này, có trăm vị tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện trong trận pháp, thiếu niên mắt sao chiếm giữ vị trí trung tâm đại trận. Thiên liên dung giới, bắt đầu. Trận pháp đồ sổ sáng lên linh quang chói mắt, có cả ngàn sợi xích cực lớn từ giữa trận pháp mọc lên, thò về hướng chỗ sâu trong hư không cả phi vũ giới đều vang lên âm thanh dây xích lay động. Sợi xích lớn bay nhanh ra từ giữa trận pháp, ngay cả mấy vạn tinh thuyền nghìn thước cũng có vẻ như chỉ là thuyền gỗ thông thường. Nhiều nhất là 20 năm, hai giới sẽ bắt đầu dung hợp, quay về báo tin với các tông môn lớn, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nhiều nhất khoảng 2.000 năm, tu tiên giới sẽ thăng hoa, đến lúc đó số lượng người phi thăng của giới này có thể làm cho bước chân của phi vũ tiên môn của sơ linh đại thế giới vững chãi thiếu niên mắt sao thản nhiên nói. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải giết sạch tất cả yêu tộc. Trong mắt của thiếu niên mắt sao lóe lên sát niệm, tại yêu linh giới, hắn và vài vị yêu hoàng có ân oán rất sâu. Khi từ phàm nghe thấy âm thanh xiền xích, thì bắt đầu nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng thuật bói toán để tiên đoán tương lai. Tiên đoán tình thế vốn là một chuyện rất khó, nhưng từ phàm còn chưa dùng bí pháp bói toán thì diễn cảnh tương lai đã hiện lên trong đầu từ phàm tin tức này đã được phát tán chưa nếu không thì ta không thể tiên đoán dễ dàng như vậy được dung hợp hai giới lấy trung châu làm đầu đại chiến giữa hai tộc không gì bị được sẽ phát động từ phàm nhất thời không giữ được bình tĩnh chửi bới mẹ nó đúng là không cho người ta lấy một ngày lành từ phàm của bây giờ đã cảm nhận được áp lực trong tương lai hai vị đồ đệ tri kỷ ở bên người từ phàm cũng quan tâm hỏi sao vậy sư phụ Âm thanh sợi xích lúc nãy là chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của đồ đệ, Từ phàm thở dài, đây chính là chỗ tốt khi cùng một thời đại với nhân vật chính sao, chuyện gì lớn cũng sẽ đến. Tu luyện cho tốt đi, nhiều nhất 20 năm, nhân giới và yêu giới sẽ bắt đầu dung hợp, nơi đầu tiên dung hợp chính là Đại Lục Trung Tâm. Trước kia, sư phụ không có yêu cầu gì đối với tu vi của hai ngươi, bây giờ lệnh cho các ngươi phải đạt đến nguyên anh kỳ trong 20 năm tới. Đương nhiên, phương diện chiến lực cũng tuyệt đối không thể thụt lùi, đây là tiền vốn để bảo toàn mạng sống. Sau khi xa sư thúc của các ngươi đến, ta sẽ bắt đầu bế tử quan." Từ Phàm nói với hai người họ. "Xin tuân theo sư mệnh." Hai người nghiêm túc nói, bọn họ hiểu được tầm quan trọng của việc dung hợp hai giới. Trên thập vạn lý tự hồ, Từ Phàm muốn nhìn kỹ rùa mình nuôi rồi sẽ trở về tiếp tục bế quan, ai ngờ sau khi nhìn chúng thế mà lại phát hiện kinh hỉ các ngươi đều đã tiến hóa, từ phàm nhìn hình dáng khác của các con rùa mà nói. Màu sắc mai rùa của từng con đều không giống nhau, các màu đỏ, da cam, xanh lá, xanh trời, đều có đủ. Cho ta xem huyết mạch của các ngươi, thủy tinh long quy, xích viêm linh quy, thiên lục quy, tử không quy, tam thủ quy, cự không quy, thiên thủy linh quy, vạn một linh quy. Lúc này, lôi văn khê chạy đến bên cạnh từ phàm. Văn khê à, ngươi cho chúng nó ăn gì mà huyết mạch không giống nhau vậy từ phàm ngạc nhiên hỏi linh đan có thể tin lọc huyết mạch của yêu thú chí ít cũng phải là tông sư có cấp bậc mới có thể luyện chế vốn muốn báo tin cho đại trưởng lão nhưng lại sợ quấy rầy đại trưởng lão bế quan cho nên muốn chờ sau khi đại trưởng lão ra ngoài rồi nói sau ta chỉ cho ăn tự linh đan không hề cho ăn gì khác nữa nhưng sau đó ta nghĩ khẩu vị của chúng nó không giống nhau có con thích ăn tự linh đang làm từ cốt phấn và huyết nhục của yêu thú thuộc tính thủy, có con lại thích ăn tự linh đang thuộc tính hỏa. Thế nên ta bèn dựa theo khẩu vị bất đồng của chúng nó để luyện chế tự linh đan. Nhưng không ngờ cho ăn xong lại thành như vậy. Lôi văn khê thấp thỏm bất an mà nhìn từ phàm nói. Giờ phút này, từ phàm đột nhiên muốn đưa lôi văn khê tới làm đầu bếp ở thực đường. Qua nửa năm, Sa Điêu trải qua trắc trở đã đến được tiên thành lâm sâm. Bên thập vạn lý cự hồ, Sa Điêu nhìn mặt hồ, cảm khái nói, khó khăn lắm mới đến được đích đến mà. Tông môn của từ sư đệ được xây phía trên cái hồ này sao? Nửa năm qua, Sa Điêu vừa đi du lịch vừa chạy đến tiên thành lâm sâm, có lúc bởi vì không quen đường, đi nhầm vài lần, còn có vài tiểu tông môn muốn cưỡng ép Sa Điêu ở lại, dù sao cũng là luyện khí sư đỉnh cấp. Nhưng cuối cùng bằng cơ trí của mình, hắn cũng né được. Lúc này, một linh thuyền bay từ trên không xuống dừng lại bên cạnh sa điêu ngươi hẳn là sa trưởng lão nhỉ từ trưởng lão đã bảo ta đến đón ngươi mời ngươi lên linh thuyền lôi văn khê nói sa điêu không nghĩ nhiều đã bước lên linh thuyền nhìn thấy mặt hồ rộng lớn sa điêu hỏi yêu thú trong hồ chắc chắn không ít trong tông môn đã đối kháng với tụi yêu thú như thế nào không cần đối kháng bây giờ yêu thú trong hồ đều đã bị rùa mẹ khuất phục rồi Lôi văn khê nghe vậy cười nói, thập vạn lý cự hồ bây giờ đã trở thành hoa viên sau nhà của ẩn linh môn, về phần yêu thú, chỉ là nguyên liệu để nấu ăn mà thôi. Rùa mẹ là ai? Chính là hóa thần kỳ giao quy, bởi vì con của nó đều ở trong tay chúng ta nên nó mới trở thành thú bảo hộ của ẩn linh môn chúng ta. Còn có, trên đầu nó mọc lên một đóa hoa màu đỏ, trông cũng đáng yêu, còn có bọn con của nó bây giờ cũng thành hộ môn đại trận của ẩn linh môn, ước chừng 12 con. Nhiều sư huynh sẽ bắt yêu thú trong hồ để giúp đỡ rùa con. Hiếm khi lôi văn khê gặp được người lạ, thế nên bắt đầu giới thiệu lại hết thảy về ẩn linh môn. Sa Điêu nhìn thấy tiểu cô nương liếu ríu cười nói, đột nhiên cảm thấy tông môn này có chút ấm áp. Sau nửa canh giờ, lôi văn khê nói với Sa Điêu, Sa trưởng lão, sắp vào ẩn linh môn rồi, tiến về phía trước thì trưởng lão không nên hít thở. Sao vậy, Sa Điêu ngờ vực hỏi sẽ không thở nổi đó. Lúc này, linh thuyền vừa tiến vào bên trong màn sáng, sau đó liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Sa Điêu đã thay đổi, dây trước là cự hồ rộng lớn không cùng, dây sau đã biến thành hoa viên tiên cung. Ta! Một hơi thôi đã gần như không thở được, linh khí trong không khí dày quá mức. Nhìn thấy Sa Điêu không thở nổi, lôi văn khê hít mắt cười nói, sau này Sa trưởng lão quen rồi sẽ ổn. Sau khi Sa Điêu khôi phục lại, đã bị cảnh tượng tựa như tiên cảnh trước mặt làm cho sợ ngây người. Đây là tông môn do từ sư đệ lập nên sao, thật là. Sa Điêu cũng không biết phải hình dung như thế nào. Linh lực ở nơi này cao hơn vài bậc so với thế giới nội môn ở khuyết thiên môn. Lúc này, thác nước linh lực ở xa xa đã hấp dẫn sự chú ý của Sa Điêu, hỏi, thác nước kia được tạo từ linh dịch sao? Đúng vậy, đây là bởi vì linh khí do vòng tụ linh trận ngưng tụ ra rất nhiều nên mới chảy xuống như vậy. Lôi văn khê tự hào nói, bên trong thác nước này là nội môn mà đệ tử thường đi đến nhất. Tụ linh trận cấp bậc này, trận khí ít nhất thì cũng cần bảo khí bậc năm, ít hơn 100 mảnh, căn bản không đạt được hiệu quả như này. Còn đây là hộ môn đại trận, thật sự rất lớn, sao từ sư đệ có thể trong thời gian 10 năm ngắn ngủi xây được công trình to lớn như vậy? Giờ phút này, Sa Điều vô cùng hy vọng có thể nhanh chóng được gặp Từ Phàm, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Linh thuyền từ từ hạ xuống từ bên trên tiểu viện của Từ Phàm. Sa sư huynh, lâu rồi không gặp." Từ Phàm vui vẻ nói. Hắn cảm giác trong vòng bạn bè mà hắn quen biết, Sa sư huynh là người đơn thuần nhất, si mê đạo luyện khí, thái độ làm người ngay thẳng, hơn nữa, đối xử với bạn bè cũng cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa tên này. Hắn có thể có ý xấu gì được chứ? ra mắt sa sư huynh. Vợ chồng vương vũ luân Hoang nên nói. Ra mắt sa sư thúc. Vương hướng trì với lý tinh từ hành lễ nói. Được nhìn thấy đồng môn ngày xưa, thật tốt. Sa điêu cười nói. Hôm nay ẩn linh môn mở tiệc, chào mừng sa sư huynh gia nhập ẩn linh môn. Từ phàm vui vẻ nói. Năm con rối hộ sơn nguyên anh kỳ bay ra từ hộ môn đại trận, nhảy vào trong thập vạn lý cự hồ, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn buổi tối trong thực đường của ẩn linh môn các đệ tử bỗng được hưởng thụ bữa ăn ngon tiện thể làm quen với trưởng lão mới của tông môn từ nay về sau ẩn linh môn lại nhiều thêm một tiên khí phong cũng là mục tiêu cuối cùng mà sa điêu truy cầu từ trưởng lão tông môn lớn như vậy ngươi làm sao xây cất nên tất cả đều dựa vào con rối à sa điêu vững vàng hỏi lúc này từ phàm không nói lời thừa thẳng tay triệu hồi trái tim của con rối ra sau đó phổ cập khái niệm trí tuệ nhân tạo của sa sư huynh sau khi nghe khái niệm trí tuệ nhân tạo của từ phàm xong sa điêu sợ ngay người kiến trúc của đại trận tông môn và nội môn đều dùng trí tuệ nhân tạo để điều khiển con rối để xây được thành công à sa điêu khó tin được mà nói không những thế còn có phát bảo và tuyến sản xuất linh đan từ phàm nói giờ phút này sa điêu đã mở ra đại môn của thế giới mới sau đó từ phàm lại giao hết quyền hạn của bồ đào cho sa điêu về sau sư huynh không hiểu gì thì có thể hỏi bồ đào từ phàm nói được sa điêu có hơi vội vã nói hắn muốn nghiên cứu một chút về tất cả pháp bảo mà từ phàm luyện chế từ sư đệ lúc trước ta không nhìn nhầm ngươi hiện tại đạo luyện khí của ngươi đã vượt xa ta sau này mong được từ trưởng lão chỉ điểm nhiều hơn sa phong chủ khách khí ta biết thì nhất định sẽ nói từ phàm tán gẫu với sa điêu cho đến khuya hôm sau từ phàm dẫn vu nam và chu khai linh vừa tìm được về đến ẩn linh môn vu nam nhiệm vụ sau này của ngươi là ở tông môn tu luyện cho thật tốt khai linh ngươi cũng giống vậy đoán chừng không bao lâu nữa tu tiên giới sẽ đại biến đến đó tu vi vẫn nên cao một chút thì sẽ tốt từ phàm nói lúc này Cả tu chân giới bắt đầu lưu truyền tin nhân tộc và yêu tộc muốn xâm phạm Đại Lục Trung Châu, sáp nhập hai giới. Từ Phàm cũng nhận được tin chính thức từ hội trưởng lão, nội dung bên trên là hiện tại đã khởi động dung hợp hai giới, ngắn thì 15 năm, nhanh thì 20 năm, rất nhanh hai giới sẽ dung hợp. Giai đoạn trước, chiến tranh chỉ phát sinh ở cực không chi vực, sau này không gian hai giới liên thông, sẽ có yêu tộc truyền tống mà đến, đương nhiên yêu tộc cũng có thể truyền tống đến yêu giới từ ngày hai giới bắt đầu tiếp xúc dung hợp, hội trưởng lão hủy bỏ hàng loạt phí thuế hàng năm của các đại tông môn, để các đại tông môn che chở thường dân ở các vùng chỗ bọn họ, nhằm liên tục bảo trì tiên cơ nhân tộc. Chính sách còn rất có tính người. Từ phàm cười nói. Nhưng mà, ngày cuối cùng của chính sách đã cho hắn hồi chung cảnh tỉnh, khu vực mà ẩn linh môn ngụ cũng tương đương với gia tộc chủng hoa và gia tộc mao hùng hợp lại, Trước kia chủ yếu là vấn đề về yêu thú ở thập vạn lý cự hồ, về sau lại thêm yêu tộc, đệ tử ẩn linh môn rõ ràng không đủ dùng. Không gian dưới lòng đất của đảo Ẩn Linh hiện đã chiếm hơn một nửa diện tích dưới lòng đất của đảo Ẩn Linh. Công sức biết bao nhiêu năm bỏ ra, không ngờ còn chưa kịp hoàn toàn thành hình đã gặp phải yêu tộc đánh tới. Trước khi yêu tộc đến đây, ta hẳn là có thể thăng cấp đến kim đan kỳ, cũng đủ đối phó với yêu tộc bình thường từ phàm nhìn dây chuyền sản xuất con rối trước mặt nói. Chủ nhân, xác định muốn mở ra dây chuyền sản xuất con rối chiến đấu kim đan kỳ sao, giọng nói điện tử của bồ đào vang lên. Giá gốc của con rối kim đan kỳ là 80 vạn viên linh thạch, bây giờ tin tức yêu tộc truyền ra thì ước tính càng đắt hơn. Mở ra đi, chuẩn bị trước, sau này còn phải bảo vệ một vùng đất rộng lớn nơi thế tục kia, không đảm đương nổi chúa cứu thế, nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt cho nơi của mình, từ phàm nói. Hắn chỉ biết thở dài trong lòng, thật ra hắn vẫn có dây chuyền sản xuất con rối nguyên anh kỳ cao cấp hơn, nhưng đau lòng không nở mở ra. Một con rối chiến đấu nguyên anh kỳ loại 1 đã có giá 400 vạn viên linh thạch, chứ đừng nói đến những con rối loại đặc biệt kia. Đại quân con rối của từ phàm phân công đều rất chuyên nghiệp, có con rối trọng giáp, con rối quỷ thứ và con rối chủ xe chuyên môn cận chiến. Phụ trách viễn trình có con rối cự thương, con rối ngũ hành thuật pháp và con rối cung tiễn. Mỗi một con rối đặt ra bên ngoài đều là con rối cấp bậc tốt nhất. Cũng may ta có thói quen tích trữ linh khoáng và linh tài, bằng không dây chuyền sản xuất con rối kim đan kỳ này thật sự rất khó khởi động. Với sự khởi động của dây chuyền sản xuất con rối kim đan kỳ, hàng trăm kho nguyên liệu và lò luyện hóa bắt đầu sáng lên linh quang. Con rối phụ trách phụ trợ sản xuất xung quanh bắt đầu rèn luyện nguyên vật liệu vừa ra khỏi lò luyện hóa trong mắt con rối chịu trách nhiệm tạo hình ở băng truyền đằng xa cũng sáng lên linh quang. Từ phàm nhìn dây truyền sản xuất con rối khổng lồ này, khóe miệng hơi nhếch lên, loại cảnh tượng này khiến hắn sung sướng tận sâu trong linh hồn. Đây là sự quyến rũ của công nghiệp hóa. Từ phàm nói một cách tự hào, nhưng tiếc rằng đây là bí mật sâu kín nhất của hắn, người có thể chia sẻ thì không hiểu, người không thể chia sẻ thì càng không thể nói. Chờ sau khi kỳ khảo sát của sa trưởng lão kết thúc, thì dẫn hắn vào đây làm sao có thể không có người nào để khoe khoang ra điều tuyệt vời như vậy được từ phàm cười nói đinh phát khí truyền tin của từ phàm vang lên là bàn phúc hồi tông môn muốn gặp mặt hắn một lần trong một lương đình ở ngọn núi cao nhất từ phàm và bàn phúc ngồi đối diện nhau uống trà từ trưởng lão bây giờ đơn đặt hàng áo giáp linh lực bảo khí tọa giá tăng vọt ta lấy danh thương lượng mà khéo léo từ chối tất cả bây giờ linh khoáng linh tài linh đan và pháp bảo của đại lục trung tâm mọi thứ liên quan đến chiến đấu đều bắt đầu tăng giá kế hoạch của thương hội của chúng ta sau này là gì bàn phúc hỏi dựa theo số lượng hàng tồn kho của chúng ta mà tiếp tục nhận đơn đặt hàng linh thạch không thể không kiếm lời thế nhưng vẫn phải tăng giá từ phàm nói những thương hội kia nói rằng họ có thể chấp nhận một nửa mức tăng giá ban đầu bàn phúc nói rõ ràng là công việc đã được thực hiện từ trước. Con rối chiến đấu kim đang kỳ giá bao nhiêu linh thạch?" Từ Phàm đột nhiên hỏi. Khoảng 150 vạn đến 200 vạn, nếu là con rối tinh phẩm thì có thể ra giá hơn 250 vạn viên linh thạch. Bàn Phúc há mồm nói, đây là giá cả mới nhất trên thị trường, có thể nói toàn bộ thị trường tu tiên giới, đồ vật mà có giá cả hơi cao một chút đều ở trong lòng hắn. Con rối nguyên anh kỳ giá bao nhiêu? Hai mắt Từ Phàm lóe lên linh quang, dường như lợi nhuận từ con rối còn nhiều hơn từ áo giáp linh lực. 500 vạn đến 10 triệu viên linh thạch, bây giờ chỉ cần chúng vừa xuất hiện trên thị trường, có thể trong nháy mắt bán đi. Bàn Phúc cũng là ánh mắt phát sáng nói. Lúc này, trong tay Từ Phàm xuất hiện một thanh ngọc giản, phía trên đều là linh khoáng và linh tài dị bảo cần thiết cho các loại con rối nguyên anh kỳ. Bên người lại xuất hiện 6 con rối nguyên anh kỳ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Từ Phàm không để bồ đào tiếp quản mà để chúng ở trạng thái bán tự động. Đây là danh sách nguyên vật liệu cần thiết và mô tả sức mạnh chiến đấu của từng loại. Từ Phàm nói xong lại chỉ về phía con rối phía sau mà nói, đây là hàng mẫu, mỗi tháng chúng ta có thể sản xuất 100 con rối mỗi loại, chi phí từ 4 đến 5 triệu. Phần còn lại giao cho ngươi. Về sau đại quân con rối của ẩn linh môn của chúng ta có thể thành hình hay không đều dựa vào ngươi. Từ Phàm nói. Lúc này, nhìn sáu con rối phía sau từ phàm, bàn phúc bắt đầu trở nên phấn khích. Mang theo những con rối mẫu này đến bàn bạc hợp tác mua bán với người khác, hắn chính là sự tồn tại cấp bậc ba ba. Khi đó trà để tiếp đón hắn dưới 10 vạn linh thạch thì chính là xem thường hắn. Từ trưởng lão yên tâm giao cho ta, cam đoan mỗi con rối đều có giá trên 10 triệu viên linh thạch. Đến lúc yêu tộc xâm lấn, thì ẩn linh môn của chúng ta sẽ có một đại quân 10 vạn con rối nguyên anh kỳ. Bàn phúc hào hứng cam đoan, trong lòng càng thêm tin tưởng vào sự phát triển của tông môn sau này. Vậy thì vất vả bàn các chủ rồi. Từ phàm trịnh trọng nói. Không vất vả, vì tông môn phục vụ. Một giọng nói hào phóng vang vọng thắp ngọn núi cao nhất. Từ phàm nhìn bàn phúc nhanh chóng quay trở về thương hội tại tiên thành, gật đầu, chờ sau khi mình phi thăng, nhất định phải dẫn tiểu tử này lên tiên giới, con đường chính quy không được thì nhập cư trái phép vậy lương đình chỉ còn lại một mình từ phàm trà vẫn còn ấm vừa uống trà vừa nhìn đệ tử thưa thất dưới ngọn núi đột nhiên từ phàm cảm thấy đệ tử trong tông môn hơi ít trước kia là không có địch nhân và yêu thú uy hiếp bấy nhiêu đệ tử chậm rãi bồi dưỡng giống như nuôi rùa đen vừa vặn tuy nhiên sau này sẽ có hiểm họa từ yêu tộc để đối phó với uy hiếp từ yêu tộc trong tương lai thì rõ ràng bao nhiêu đây đệ tử trong tông môn là không đủ có lẽ nên thu nhận thêm một số đệ tử nữa dù sao cũng chỉ là tiêu tốn thêm một chút tài nguyên những thứ này so với lợi ích có được quả thực là chính trâu mất một sợi lông nói làm thì làm từ phàm lập tức để bồ đảo gọi lý tinh từ tới đây lúc này gió nhẹ thổi qua một bóng người xuất hiện ở đối diện từ phàm sư phụ đệ tử sẽ đến ngay bóng dáng của lý tinh từ lên tiếng lục dục phân thân xem ra trong khoảng thời gian ở tông môn này đã có rất nhiều tiến bộ từ phàm mỉm cười giải trừ tất cả phòng ngự trên người mình nắm lấy cánh tay của lý tinh từ ồ cảm giác được da thịt tiểu tử ngươi giấu khá sâu đó từ phàm cả kinh nói đây chính là thần thông mà bách thế luân hồi đem lại không ngờ đồ đệ của mình đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành tất cả đều dựa vào sư phụ dạy tốt lý tinh từ mỉm cười nói lúc đầu mạnh hơn tam sư huynh của ngươi một chút. Lúc này, bản tôn của Lý Tinh Từ thay thế phân thân. "Sư phụ." Lý Tinh Từ hành lễ nói. "Ngươi đã biết tin tức về yêu tộc chưa?" Từ Phàm hỏi. "Đã biết, 15 năm sau, hai giới nhân yêu sẽ hợp nhất." Lý Tinh Từ gật đầu nói. "Trước kia ẩn linh môn của chúng ta không có kẻ thù nào, đương nhiên có thể cá muối phát triển. Nhưng bây giờ yêu tộc sắp tới, mà đệ tử trong tông môn của chúng ta hiện hơi ít. Cho nên ta chuẩn bị thu nhận 2.000 đệ tử, nhiệm vụ gian khổ này giao cho ngươi. Nghe từ phàm nói, vẻ mặt của Lý Tinh từ trở nên khổ sở. Sư phụ, nếu đợt thu nhận đệ tử này vẫn là dựa theo tiêu chuẩn của sư phụ, thì ta sẽ phải mất 3 năm. Lý Tinh từ nói. Không cần phiền phức như vậy, ngươi có thể trực tiếp tổ chức đại hội tiên môn thu nhận đồ đề ở phàm trần trước kia là vì khiêm tốn, bây giờ yêu tộc đều sắp tới, ta không thể quan tâm nhiều như vậy. Ngươi tuyển chọn mấy vị đệ tử để hỗ trợ ngươi, cầm lệnh bài mà hội trưởng lão phát cho ẩn linh môn chúng ta, đến lúc đó sẽ có quan phủ địa phương toàn lực hỗ trợ ngươi. Tiên thành linh tâm, một tòa lầu thương hội khổng lồ cao 19 tầng, chiếm diện tích gần trăm mẫu đất, đây là tổng bộ của thương hội ẩn linh. Không lâu sau khi bàn phúc trở về thì chủ quản thương hội đã đến thông báo tất cả hội trưởng thương hội từng hợp tác qua gần như đến bái phỏng cùng một lúc. Đều dẫn tất cả đến phòng khách quý. Phòng khách quý với diện tích gần trăm mét vuông đã xuất hiện 15 nhà thương hội. Bàn lão đệ, chúng ta đã bàn xong với nhau nên ngươi nhất định không được phép thất hứa với ta trong vụ 500 bộ bảo khí áo giáp linh lực loại ba kia. Một vị đại hán hóa thần kỳ lên tiếng. Ngươi chỉ có 500 bộ, nô gia nơi này muốn đặt một ngàn bộ linh thạch cũng đã mang theo chỉ cần bàn ca ca cho cái ngày hẹn thì linh thạch trong tay nô gia đều là của ngươi một vị thiếu phụ phong vân phong tình vạn chủng nói dường như chỉ cần một ánh mắt ngươi hiểu ta cũng hiểu là có thể ta đặt hai ngàn bộ thì sao một giọng nói lạnh lùng vang lên đây là một vị thiếu niên lạnh nhạt bàn thúc thúc bàn lão ca lúc này bàn phúc vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng mọi người yên lặng, ta đã xin được chỉ thị của đại trưởng lão tông môn của ta. Đơn đặt hàng vẫn như bình thường, nhưng giá phải tăng gấp rưỡi còn tốc độ vẫn như trước đây. Nhưng có một yêu cầu khác, nguyên vật liệu mua từ thương hội của các ngươi không được tăng vượt quá một nửa. Nghe thấy giá chỉ tăng một nửa, tất cả hội trưởng thương hội đều thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ giá vật liệu linh khoáng bên ngoài đã tăng gấp đôi, tăng một nửa giá vẫn có thể chấp nhận được. Chẳng qua điều kiện phía sau lại có một chút vấn đề nhỏ. Về phần giao như thế nào, thì người nào trước người nào sau? Những người hội trưởng lại vẫy tay lên. Dựa theo thứ tự đơn đặt hàng trước kia mà giao hàng, bây giờ sẽ thống nhất giao 100 bộ mỗi lần cho từng đơn đặt hàng của 15 thương hội các ngươi. Về phần bảo khí tọa giá, cũng dựa theo quy củ này mà làm. Hội trưởng của 15 nhà thương hội đều thả lỏng. Mặc dù họ không thu được lợi ích lớn nhất, thế nhưng những thương hội khác cũng không được gì hơn lúc này tất cả hội trưởng thương hội bắt đầu muốn mời bàn phúc đi ăn tối và giải trí một chút bàn ca ca màu ga trải giường của nô gia rất đẹp tối nay ngươi có muốn thưởng thức cùng ta hay không một bàn tay như ngọc mảnh khảnh đặt lên vai bàn phúc chỉ là cảm xúc tê dại kia khiến bàn phúc kêu lên không chịu nổi ha ha bàn lão đệ ta khuyên ngươi không nên đồng ý với vóc dáng kim đan kỳ nhỏ bé này của ngươi thì đi làm ăn còn được nhưng nghịch súng cầm côn đối phó vạn nhân trảm này thì coi chừng mất luôn vũ khí đại hán hóa thần kỳ vừa nói vừa cười khằn thật. bàn đại ca trưởng lão chúng ta muốn đi quý tông để trao đổi một ít chuyện tâm đắc trong luyện khí không biết có thể hay không thiếu niên lạnh nhạt nói rất nhiều hội trưởng còn muốn nói chuyện nhưng lại bị động tác của bàn phúc hấp dẫn bàn phúc phát cho mỗi người một thanh ngọc giảng lòng quý mến của chư vị đối với bàn mổ, bàn mổ xin nhận lấy, chuyện ăn cơm hay trao đổi gì đó coi như có thể. Nhưng điều tiếp theo mới là trọng điểm. Mọi người xem thử nội dung trong ngọc giảng đi. Trong ngọc giảng, không chỉ có giới thiệu sức chiến đấu của con rối, mà còn có một đoạn hình ảnh lưu lại cảnh chiến đấu của con rối trôi nổi ở trong đó. Một lát sau, đại hán hóa thần kỳ là người đầu tiên kịp phản ứng. Cho ta đặt 500 con rối công kích tầm xa kia thương hội của ta sẽ chi ra một ngàn vạn linh thạch cho mỗi loại. Đại hán hóa thần kỳ khí phách nói. Như ngươi, mỗi loại con rối viễn trình lấy một ngàn con. Sau khi xem ngọc giảng xong các hội trưởng lại rơi vào một cuộc tranh cãi, sau đó lại bắt đầu vạch trần lẫn nhau, từ chuyện thương hội đến chuyện cá nhân. Bàn Phúc nhìn mấy người hội trưởng thương hội đang ồn ào. Lộ vẻ vô cùng bình tĩnh, lúc ban đầu hắn còn không hiểu tại sao lại xảy ra cãi vã. Mãi cho đến khi hắn bị những thương hội này hãm hại vài lần, hắn cũng tham gia vào hàng ngũ tranh cãi. Đánh không nổi, ta còn không thể làm rối loạn đạo tâm của ngươi sao? Chỉ là lần này hắn là chủ nhà, kết quả không biết mắng ai, chỉ có thể chờ lần sau phát huy trên sân khách. Bây giờ thương hội Ẩn Linh đã tiến vào vòng tròn của các thương hội hạng 2, những hội trưởng tới đây đều là thương hội hạng 2, tức là họ cạnh tranh với nhau và giữ ấm cùng nhau. Bởi vì thứ mà họ thật sự cần cạnh tranh là những đại thương hội hàng đầu với những hải chu, tinh chu, chỉ có thể giành được một chút thị trường kỹ thuật. Khi nhìn thấy ra giá cao nhất là 13 triệu linh thạch, bàn phúc đã quyết định công bố kết quả. Con rối cận chiến 10 triệu viên linh thạch, con rối viễn trình 12 triệu viên linh thạch, quy củ vẫn giống như áo giáp linh lực. Ta cam đoan, những con rối này ta sẽ không bán ở thương hội này của chúng ta, cũng sẽ không bán buôn cho những thương hội khác cứ như vậy đám người bàn phúc chỉ cần giả vờ một hồi đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi từ phàm nhận được tin tức hắn quyết định mở thêm một dây chuyền sản xuất con rối nguyên anh kỳ hẹp tầm nhìn hạn hẹp từ phàm lắc đầu nói nếu không phải sợ làm quá lớn khiến cho những tông môn đỉnh cấp kia chú ý thì hắn chắc chắn sẽ bắt đầu lăng cầu tuyết thông qua tích lũy tài chính ban đầu nếu hắn có được vài trăm dây chuyền sản xuất con rối hắn dám tạo ra một đội quân ngàn vạn con rối, lúc đó hắn còn cần sợ ai. Chỉ tiếc rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra tại thế giới tu tiên, nói không chừng bây giờ đã có vài tông môn đứng đầu nhớ thương đến ẩn linh môn. Lại mở thêm một dây chuyền sản xuất nguyên anh kỳ, đến lúc đó khi yêu tộc tiến đến, thì chí ít đã có đại quân 10 vạn con rối. Theo mô tả về cuộc xâm lược từ yêu tộc của hội trưởng lão, sẽ không có trận chiến nào vượt quá hợp thể kỳ ở đại lục trung tâm nhân tộc trong giai đoạn đầu. Hầu hết các trận chiến năng lượng cao sẽ ở phía trên vùng cực không, trên đại lục trung tâm chỉ là một cuộc chiến nhỏ. Sau khi đạt đến Kim Đan Kỳ, thăng cấp đại trận hộ môn lên một chút, đến lúc đó gặp phải yêu tộc hợp thể kỳ có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Đang luyện chế mấy tòa đạo khí thiên cơ loại đại sát khí, hẳn là khi suy nghĩ của từ phàm đang được thả bay, dần dần nghĩ đến chuyện sau khi đổ kiếp và đại thừa kỳ. Cùng lúc đó, tại một chỗ động phủ của thiên linh tông, một ông lão tinh thông bói toán chậm rãi mở mắt. Khụ khụ. Không ngờ phía đối diện còn có đạo hữu thuộc dòng dõi thiên cơ, nhưng ta vẫn khá hơn một bậc. Sau đó ông lão lập tức gửi một vị trí đến pháp khí truyền tin của một vị trưởng lão thiên linh tông. Thiên Lam Châu, tiên thành lâm sâm, phía trên thập vạn lý cự hồ một vị trưởng lão hợp thể kỳ của thiên linh tông lẩm bẩm từ phàm đang thả bay suy nghĩ thì đột nhiên trùng mình một cái trong lòng chợt hiện lên một cảm giác huyền bí chết tiệt có người đang xem bói vị trí của ta từ phàm lập tức tay kết đạo ấn thiên cơ nhắm mắt và bắt đầu thăm dò trở lại một lúc sau từ phàm mở mắt ra bất đắc dĩ nói không ngờ đã khiêm tốn như vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị những đại năng kia phát hiện đồ đệ xuất sắc quá cũng dễ gây chuyện. Từ phàm lại bói tiếp cho mình một quẻ, sau khi biết được là một quẻ thượng thường thì hắn lập tức yên lòng, cùng lắm thì sau này có thể chiêu đãi vị đại năng giả đã tán thưởng đồ đệ của hắn một chút. Ba ngày sau, bên trên thập vạn lý cự hồ xuất hiện hai vị tu sĩ hợp thể kỳ. Hai người họ vừa mới tiến vào thập vạn lý cự hồ thì lập tức cảm giác như đang bị nhìn chăm chăm. Hai mắt của một vị đại năng hợp thể kỳ lóe lên vô tận huyền ảo, Nhìn về nơi nào đó trên bầu trời. Thật thú vị, vậy mà có thể tránh thoát sự dò xét của ta." Một người đàn ông trung niên mặc áo xanh nói. "Hai người chúng ta quang minh chính đại đến bái phỏng, cũng không phải không cho người khác phát hiện." Một nam nhân hợp thể kỳ khác nói. "Lát nữa gặp vị sáng tạo sư kia, mặc kệ tu vi gì, chúng ta đều phải tỏ ra kính trọng một chút." Tu sĩ hợp thể kỳ trung niên nói. "Đó là chuyện đương nhiên." Ngay khi hai vị tu sĩ hợp thể kỳ muốn đi tới thập vạn lý cự hồ thăm dò, thì cách đó không xa sóng biển khoái động, một con dao thủ cự quy hóa thần kỳ cổng một tòa cung điện trên lưng nổi lên từ đáy hồ. Trên mình giao thủ cự quy có một đóa hoa nhỏ màu hồng khác thường đặc biệt nổi bật. Hoan nghênh hai vị tiền bối đến thăm. Giọng nói của từ phàm truyền đến. Đây là biện pháp mà từ phàm nghĩ đến, vì bảo vệ những thứ mình đặt ở ẩn linh môn, họ vẫn nên gặp mặt nhau ở bên ngoài bóng người từ phàm xuất hiện trước cửa cung điện trên lưng giao thủ cự quy. Xin hỏi sư phụ của Trương Hàng ở chỗ này sao? Một người tu sĩ hợp thể kỳ trung niên mặc áo xanh nói, nhìn từ phàm trúc cơ kỳ còn tưởng rằng là đồng tử canh gác. Mẹ nó, sau này nhất định phải chuyên môn nghiên cứu một bộ thần thông có thể ngụy trang tu vi, đây là ý nghĩ cấp bách nhất của từ phàm lúc này. Ta chính là sư phụ của Trương Hàng và Trương Mai Mai. Mời hai vị tiền bối vào điện nói chuyện từ phàm nói. Hai vị hợp thể kỳ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngạc nhiên và sợ hãi trong mắt đối phương, đồ đệ nguyên anh kỳ, sư phụ trúc cơ kỳ, sau đó hai người dùng thần niệm trao đổi một chút, nếu như đây là một vị sáng tạo sư thì xem ra cũng có lý. Ngay cả khi luyện đan sư và luyện khí sư có tư chất ngu dốt, thì thông qua quá trình rèn luyện cũng có thể đạt được thành tựu, nhưng điều kiện tiên quyết là có tiền nhưng sáng tạo sư ngay từ khi sinh ra đã định trước là con cưng của đại đạo, giống như cá trời sinh ra đã biết bơi. Nhưng đối với tu vi, thiên đạo thiếu hụt, sáng tạo sư bình thường đều là bốn, năm linh căn gặp khó khăn khi thăng cấp trong giai đoạn đầu. Trong quy nguyên điện, từ phàm mời hai vị tu sĩ hợp thể kỳ ngồi xuống. Hai vị tiền bối tiền vãn bối có chuyện gì sao, từ phàm nói. Trương Hàng và Thiên Kiêu Thiên Linh Tông của chúng ta đã thi đấu với nhau, thấy thần thông được sử dụng khá kỳ lạ, cho nên muốn bái phỏng sáng tạo sư phía sau Trương Hàng một chút. Một vị tu sĩ hợp thể kỳ trong đó lên tiếng. Thần thông của tiểu đồ khiến hai vị tiền bối chê cười. Bí pháp thần thông của tiểu đồ đều là ta phát hiện ở một di tích. Nếu như hai vị tiền bối cảm thấy hứng thú, ta có thể cho hai vị tiền bối mượn xem một chút. Từ phàm nói xong lấy ra mấy thanh ngọc giảng đặt lên bàn. Lúc này, một con rối hình người tiến lên lấy một bộ ấm trà ra bắt đầu pha trà. Lúc này hai vị tu sĩ hợp thể kỳ lại hơi ngượng ngùng, cảm giác giống như tới đây cưỡng đoạt. Bổn tọa có một nghi vấn, hai vị cao đồ đều là nguyên anh kỳ, vì sao ngươi vẫn là trúc cơ kỳ chứ? Lúc này một vị tu sĩ hợp thể kỳ khác đã phát hiện ra chỗ khác thường của từ phàm. Trúc cơ kỳ bình thường trong mắt hợp thể kỳ chỉ có một đoàn linh khí lỏng nhanh ngưng tụ thành thực chất trong đan điền nhưng từ phàm ở trong mắt hai vị tu sĩ hợp thể kỳ thì linh khí dạng lỏng trong đan điền của hắn rộng lớn giống như thập vạn lý cự hồ này. Hơn nữa trên đan điền còn có rất nhiều đạo vận dị tượng. Con mẹ nó này còn là trúc cơ kỳ sao, tích lũy khổng lồ này đoán chừng ngay cả nguyên anh kỳ cũng tự lấy làm hổ thẹn không bằng. Hai đệ tử của ta đã được thu nhận vào môn hạ từ khi còn nhỏ. Ta cũng không ngờ rằng trong 100 năm ngắn ngủi họ đã thăng cấp đến nguyên anh kỳ ta cũng không có cách nào. Từ phàm bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ là thật bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy. Hai người chúng ta đến đây, thứ nhất là muốn bái phỏng vị sáng tạo sư sáng tạo ra thần thông của quý đồ kia một chút. Thứ hai là muốn trao đổi cùng sư phụ của trương hàng cách thức giáo dục đồ đệ. Tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh vừa cười vừa nói. Tu sĩ hợp thể kỳ kia không hổ là lão hồ ly ngàn năm, vị thiếu niên trước mắt này không ngoài ý muốn hẳn là sáng tạo sư mà họ muốn tìm nhưng nhìn dáng vẻ này thì dễ nhận thấy sáng tạo sư trước mặt không muốn bại lộ thân phận của mình cho nên mới lấy di tích ra để từ chối trước khi đến hai người họ đã chiếm được hình ảnh chiến đấu của trương mai mai kia nếu như đạt được một bộ thần thông công pháp thích hợp với đồ đệ của mình có thể là vận khí nhưng nếu vẫn có thể gặp tới bộ thứ hai thì là chuyện vớ vẩn Xem ra sáng tạo sư mà tiền bối muốn tìm đã không tìm thấy, nhưng phương pháp giáo dục đồ đệ thì ta lại có thể chia sẻ một chút với hai vị tiền bối. Từ phàm mỉm cười, xem ra chuyện bịa đặt ma quỷ của mình không giấu được hai vị đại lão này. Vãn bối là một vị luyện khí sư, tinh thông luyện chế con rối chi đạo, cho nên thường xuyên luyện chế một ít con rối cùng cấp bậc với sức chiến đấu cao khác nhau đến đối chiến với đồ đệ của mình. Mỗi khi đồ đệ chiến thắng, ta sẽ luyện chế ra một con rối mạnh hơn để tiếp tục khiêu chiến. Từ Phàm nói xong đã gọi ra một con rối khiêu chiến trúc cơ kỳ để hai vị tu sĩ hợp thể kỳ xem xét. Một con rối trúc cơ kỳ có thể có sức chiến đấu gì chứ? Một vị tu sĩ hợp thể kỳ khác nhìn con rối này mà nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ở trong ý thức của hắn, con rối không có linh trí, trừ khi có tu sĩ chuyên môn chủ tu khống chế con rối đi khống chế, bằng không sức chiến đấu và cấp bậc còn không bằng linh thú tiền bối có thể tìm một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là linh thú thử xem từ phàm làm một cái cử chỉ mời thử thì thử tu sĩ hợp thể kỳ vung tay lên một con yêu thú nham giáp trúc cơ kỳ xuất hiện ở trước mặt ba người thân hình vạm vỡ hình người cao ba thước có lực áp bách vô cùng không có tác dụng gì với ba người họ đây là chân chạy việc mà ta nuôi ở trong điền viên nhưng vẫn rất lợi hại trong nhóm trúc cơ kỳ ngươi có thể thử xem ta đoán con rối của ngươi không phá được phòng ngự của yêu thú nham giáp. Từ phàm không nói gì, chỉ vung tay lên, toàn bộ phòng đón khách trời đất quay cùng, cuối cùng biến thành một võ đường rộng lớn. Bảo khí cung điện của ngươi đến bên trong có huyền cơ, trông giống như tác phẩm của một vị sư phụ nổi tiếng. Tu sĩ hợp thể kỳ trung niên mặc áo xanh nói. Đây là nơi ở mà vãn bối luyện chế ra, đã khiến tiền bối chê cười. Sau khi con rối và yêu thú nham giáp tiến vào sân, trận chiến giữa hai bên bắt đầu dưới sự chứng kiến của ba người. Con rối mà từ phàm lấy ra là con rối khiêu chiến bình thường nhất, nhưng thắng ở các thuộc tính tương đối bình quân. Chiến đấu vừa bắt đầu, yêu thú nham giáp đã vung nắm đấm to như nồi sắt đập về phía con rối khiêu chiến. Trận chiến đấu kế tiếp này khơi dậy cảm xúc hoài niệm chiến đấu ban đầu của hai vị tu sĩ hợp thể kỳ. Chiến đấu ngay sau đó giống như một kẻ liều lĩnh không có sức lực đang đối chiến với một vị chiến sĩ thân kinh bách chiến, cho dù kẻ liều lĩnh có trăm phương nghìn kế chiêu thức cũng không chạm tới được con rối khi con rối phát hiện mình không cách nào phá vỡ phòng ngự thì nhanh chóng thay đổi chiến lược của mình và bắt đầu tấn công liên tục vào vị trí tâm hạch của yêu thú nham giác sau năm cú đấm hai nắm đấm của con rối lóe lên hào quang và một cú đấm kép trực tiếp phá nát tâm hạch của yêu thú nham giác chiến đấu chấm dứt hai vị tu sĩ hợp thể kỳ nhìn trên mặt đất vỡ thành một đống đá hồi lâu không lên tiếng thao người họ vẫn có nhãn lực cơ bản nhất một con rối chiến đấu trúc cơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại gần một số nửa đệ tử trúc cơ của thiên linh tông bọn họ ta tên trọng vũ chính là trưởng lão sự vụ phong của thiên linh tông đây là tu sĩ hợp thể trung niên mặc áo xanh ta tên hướng hoành trưởng lão vạn bảo giới của thiên linh tông đây là người đi cùng xin chào tiền bối trọng vũ tiền bối hướng hoành vãn bối là từ phàm từ phàm vội vàng hành lễ từ phàm vốn dĩ muốn dùng bút danh của hắn nhưng sau khi nghĩ lại trong đầu đã có một kế hoạch nên lập tức báo tên thật để thể hiện sự trung thực sau đó từ phàm say nghĩ tổ hợp này sao lại quen thuộc như vậy chẳng lẽ là tới đây tiến hành chuyến mua sắm lớn chứ từ phàm có phải con rối này của ngươi có người thao tác phía sau không nếu không thì con rối bình thường sẽ không có kỹ xảo chiến đấu như vậy lúc này Hai vị tiền bối hợp thể kỳ thuận lợi biến thành đại gia giàu có trong mắt Từ Phàm. Từ đó về sau, cơn ác mộng của các đệ tử hóa thần kỳ trở xuống của Thiên Linh Tông bắt đầu. Tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, con rối này chỉ là một con rối bình thường. Nguyên nhân có sức chiến lực cao như vậy là bởi vì bảo khí khống chế con rối này. Từ Phàm nói xong thì gọi ra tâm rối. Trên tâm rối này có trình tự mà ta đặt ra và sức chiến đấu của nó chắc chắn ở mức cao nhất trong cùng một cấp độ. Nếu tiền bối có hứng thú thì có thể mua một bộ trở về thí nghiệm thử. Tâm rối này có thể khống chế tới 400 con rối kim đan kỳ để duy trì trạng thái sức chiến đấu cao. Lúc này Từ Phàm trông giống như một giám đốc kinh doanh bán ô tô. Có thể duy trì sức chiến đấu cao của con rối kim đan kỳ sao? Tu sĩ hộ thể kỳ mặc áo xanh nói tiền bối không tin còn có thể thử xem. Từ phàm lại gọi ra một con rối chủ công kim đan kỳ, là con rối có sức tấn công mạnh nhất trong số các con rối cận chiến. Con rối cao hơn hai thước đeo hai thanh linh kiếm phía sau, đây là chế thức bảo khí chuyên dụng từ phàm luyện chế con rối. Trong đạo khí hoa viên của ta, vừa mới còn có một con tứ vĩ yêu hồ, kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mặc áo xanh nói xong lập tức gọi ra một con tứ vĩ yêu hồ thân dài bốn thước từ trong đạo khí không gian của mình đi ra nếu như con rối của ngươi còn có thể chiến thắng nó ta lập tức theo nguyện vọng của ngươi mua một bộ con rối trở về tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh cười như không cười nói hắn thật sự quá quen thuộc biểu cảm vừa rồi của từ phàm ha ha tâm tư bị nhìn thấu khiến các tiền bối chê cười từ phàm vừa cười vừa nói ngươi nhìn không sai, ta chính là muốn bán gọp luôn con rối này và tâm rối cho các ngươi. Linh tâm khoáng trong tay từ phàm, luyện chế mấy tâm rối cũng không có vấn đề, cùng lắm là khắc lại số liệu vốn có của tâm rối là được. Trong võ đường, con rối chủ công kim đang kỳ rút ra thanh bảo khí linh kiếm phía sau, quanh thân lại có một thanh linh kiếm bay giữa không trung. Lúc này tứ vĩ yêu hồ đã bắt đầu vây quanh con rối đảo quanh. Sau khi hai bên chuẩn bị xong, con rối trực tiếp cầm linh kiếm trong tay chém qua. Ở trong mắt tâm rối, toàn thân tứ vĩ yêu hồ kim đan kỳ này đều là sơ hở. Giết chết nó, hoàn toàn không cần chu toàn lẫn nhau. Phi kiếm giữa không trung xẹt qua một đường công duyên dáng đánh tới tứ vĩ yêu hồ, trường kiếm phía sau con rối đã tiếp xúc với tứ vĩ yêu hồ. Phanh Một ngọn lửa bùng lên, toàn thân tứ vĩ yêu hồ tắm trong lửa nhào tới con rối. Trắng tuy kiếm giữa không trung trực tiếp ngăn chặn móng vuốt sắc bén của tứ vĩ yêu hồ mà con rối cầm linh kiếm trong tay rất dễ dàng đâm linh kiếm vào ngực tứ vĩ yêu hồ thân kiếm cách trái tim tứ vĩ yêu hồ kém một chút nếu tứ vĩ yêu hồ lại hành động khác thường thì con rối chỉ cần hơi nhúc nhích là có thể đánh nát trái tim tứ vĩ yêu hồ lợi hại hai vị tu sĩ hợp thể kỳ nói ở trong mắt bọn họ thì sức chiến đấu của con rối kim đan kỳ đã đạt tới trình độ tuyệt thế nếu đưa sức chiến đấu này vào trong thiên linh tông, thì ít nhất có thể quét sạch tới 9 phần 10 đệ tử. Sức chiến đấu của con rối của ngươi có thể cắt giảm một chút sao, vị tu sĩ hợp thế kỳ quản lý ngân khố và thu mua kia hỏi. Có thể, ngươi chỉ cần nói với tâm rối. Từ phàm nói xong lấy ra một lọ linh dược chữa thương bôi bên ngoài rồi ném cho con rối. Con rối nhẹ bắt lấy, mở linh dược ra rồi bôi thẳng lên vết kiếm cắt trên ngực tứ vị yêu hồ, dùng một tay bóp cổ yêu hồ không cho nó lộn xộn tâm rối của ngươi là khí linh sao tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh nhìn động tác của con rối mà nói xem như là nửa khí linh chỉ có thể nghe hiểu một ít mệnh lệnh đơn giản con rối chi tâm giao tiếp càng nhiều với con người thì đến cuối cùng có thể sinh ra khí linh chân chính nhưng nó sẽ rất khó khăn để đi xa hơn ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh hỏi Mua tâm rối về nói không chừng có thể đề cao trình độ lực chiến của đệ tử trong tông rất nhiều. Vừa vặn mười mấy năm sau lại gặp phải yêu tộc xâm lấn, thêm một chút sức chiến đầu như thêm một phần bảo đảm. Nếu tiền bối mua bằng linh thạch, thì ra là 20 triệu viên linh thạch, không riêng gì có tâm rối còn có một 000 con rối các loại từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ. Ngoài ra, đưa thêm một tòa bảo khí thí luyện tháp cấp 5. Đương nhiên cũng có thể dùng linh khoáng, linh tài linh bảo vùng cực không để thay thế. Từ phàm chân thành nói, hắn kiếm không được bao nhiêu, trong đó còn có chi phí dành cho vài mục tiêu nhỏ. Tiền bối, nếu cảm thấy không đáng tin cậy, có thể cầm về thử trước, cảm giác thích hợp ở phó linh thạch hoặc linh khoáng. Nếu cảm giác không phù hợp, thì hai vị tiền bối cứ ra lệnh cho người đưa đồ đạc về sửa chữa. Từ phàm cười nói, thiên linh tông là tông môn cấp chính của đại lục trung tâm, có một chiếc tinh chu hai chiếc hải chu ba vị tôn giả đại thừa kỳ đệ tử môn hạ có một trăm vạn từ phàm đã thông qua hội trưởng lão xác định thân phận của họ cho nên hắn không sợ hai vị đại lão hợp thể kỳ này lại quỵt nợ ngươi không cần lo lắng tốt lắm đồ đạc ta lấy về trước một tháng sau ta sẽ trả lời ngươi tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh cười nói trao đổi một chút phương thức liên lạc của truyền tinh khí với từ phàm từ phàm không nói hai lời trực tiếp đưa một chiếc nhẫn không gian cho tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh, bên trong chứa phụ tùng của tâm rối và một ngàn con rối các loại từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ. Tâm rối có thể trực tiếp kích hoạt bằng thần niệm. Về phần bảo khí thí luyện tháp cấp 5 còn lại kia, chờ ta luyện chế xong sẽ thông qua hội trưởng lão đưa tới tiền bối. Từ phàm nói, ở tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh kiểm tra xong nhẫn không gian, thuận tiện chào tạm biệt từ phàm đứng trên đầu giao thủ cự quy và vẫy tay chào tạm biệt hai vị tu sĩ hợp thể kỳ rắc rối đã được giải quyết xong không ngờ lại có bất ngờ nho nhỏ lợi nhuận gấp đôi quả thật mê người như vậy dây chuyền sản xuất con rối nguyên anh kỳ tiền kỳ có thể mở ra hoàn toàn đến lúc đó sau khi hai vị trưởng lão thiên linh tông cảm nhận được chỗ tốt của con rối khiêu chiến thì đoán chừng họ còn phải đến đặt trước mấy bộ ta phải tranh thủ trở về chuẩn bị từ Phàm Thu hồi cung điện trên lưng cự quy, bay về phía đảo Ẩn Linh, bảo khí vệ tinh thiên cơ ở xa trên không cũng đều giải trừ trạng thái phóng ra. Ngự thú phong là một ngọn núi vừa mới được thành lập cách đây không lâu, trước mắt chỉ có Lôi Văn Khê và Ngự Thiên Sơn vị đệ tử có thiên phú ngự thú kia. Lúc này, những quả trứng yêu thú được mua đầu tiên trên ngọn núi này đều đã nở. Tiểu Thanh, ngươi đừng mổ tiểu Bạch. Tiểu Hắc, hôm nay ngươi đã ăn quá nhiều rồi không thể ăn nữa tiểu tinh sau này ta không có lệnh của ta ngươi không thể tàn hình còn có tiểu hồng ngươi đang phun lửa ta sẽ không cần ngươi lôi văn khê đang lần lượt dạy dỗ những con yêu thú ấu tử đã mở ra linh trí này nụ cười trên môi chứng tỏ rằng nàng rất thích công việc này lúc này một con chim rùa nhỏ màu xanh bay đến đỉnh đầu lôi văn khê đang lắc lư ánh sáng màu xanh lam không rõ này tiểu thanh ta không bị thương ngươi đừng dùng thần thông thiên phú của ngươi. Lôi văn khe nói xong tay cầm một quả thức linh đang màu xanh đưa tới phía trước chim ruồi màu xanh. Ăn đi, đây là linh dược mà ta chuyên môn dùng mấy loại linh quả ngươi thích ăn luyện chế. Cơ thể chim ruồi màu xanh nhỏ nhắn xà xuống tay lôi văn khe bắt đầu mổ vào tự linh đan có kích thước lớn hơn một nửa cơ thể của nó. Vừa nhấm nháp, vừa phát ra âm thanh vui tai. Nhìn đủ loại yêu thú ấu tể vây quanh mình, lôi văn khe vui vẻ nói, các ngươi phải mau lớn lên, sau này các ngươi có thể bảo vệ tông môn với ta. Lúc này ở cách đó không xa, Lý Tinh Từ nhìn thấy cảnh này mỉm cười, hoa bỉ ngạn trên tay cũng theo đó mà tiêu tán. Sau khi nhìn thấy Lôi Văn Khê thích công việc này như vậy, Lý Tinh Từ hài lòng gật đầu. Từ phàm giao cho hắn nhiệm vụ nuôi yêu thú, hắn lại thuê Lôi Văn Khê bên ngoài để làm nhiệm vụ. Bất cứ người quản lý hợp đồng nào cũng sẽ kiểm cười chân thàn khi nhìn thấy công nhân bên dưới của mình yêu công việc này đến như vậy. Lý Tinh Từ đã sử dụng bí thuật luân hồi để cho cả đời những yêu thú ấu tể này chỉ nhận định ẩn linh môn và lôi văn khê. Vào lúc này, Ngự Thiên Sơn cưỡi một con chim lớn trúc cơ kỳ bay lên Ngự Thú Phong. Sư muội, ngươi nhanh cứu tiểu giao. Ngự Thiên Sơn nói xong lập tức gọi ra một ác giao biển sâu dài 20 mét như mảng xà từ trong túi Ngự Thú ra, Lúc này ác giao biển sâu đã hấp hối, khắp người đều là vết thương lồi lõm, chỗ sâu nhất đều có thể nhìn thấy xương. Lúc trước là nhờ vào tự linh đan của sư muội mà tiểu giao đã thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Ta chỉ muốn tìm hùng lực để kiểm tra thử sức chiến đấu của tiểu giao. Không ngờ tên đó lại coi tiểu giao trở thành bao cát. Cú đấm nặng nề đó gần như làm gãy xương sống của tiểu giao. Ngự Thiên Sơn nói với vẻ mặt khóc lóc, đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao một luyện khí cao tầng lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngươi cũng dám đi trêu chọc hùng lực sư huynh, có phải ngươi cho rằng tiểu giao thăng cấp trúc cơ kỳ thì ngươi sẽ vô địch trong tông môn đúng không? Lôi văn khê lấy ra linh dược chuyên môn chữa thương cho linh thú, bắt đầu bôi thuốc tan máu cho ác giao biển sâu, mặc dù thương thế nhìn nghiêm trọng, nhưng đều là ngoại thương ngoài da, không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Ta chỉ là muốn kiểm tra thử sức chiến đấu của tiểu giao, ta nghĩ rằng dựa vào huyết mạch đại thừa của tiểu giao thế nào cũng sẽ không quá chênh lệch với hùng lực sư huynh ai lại nghĩ đến nghĩ đến việc tiểu giao bị hùng lực sư huynh hóa thân thành người khổng lồ năm thước đấm như bao cát ngự thiên sơn lập tức trùng mình quyết định sau này cách hùng lực sư huynh xa một chút thật sự là quá tàn bạo sức chiến đấu của hùng lực sư huynh đứng đầu trong ẩn linh môn chúng ta ngay cả đại trưởng lão cũng khen ngợi ngươi dẫn tiểu giao vừa thăng cấp đi khiêu khích không chịu thiệt mới là lạ. Lôi văn khê liếc mắt nhìn ngự thiên sơn nói. Sau khi lôi văn khê bôi thuốc chữa thương cho tiểu giao, nàng lại đút cho nó ăn mấy viên linh đan. Trong vòng 10 ngày vết thương sẽ khôi phục, ngươi muốn kiểm tra sức chiến đấu của tiểu giao, còn không bằng đi thí luyện thác. Sư huynh ngươi cũng nên thăng cấp đi. Bây giờ nhóm sư huynh sư tỷ đầu tiên đều sắp trúc cơ kỳ, ngươi vẫn là luyện khí tầng 6. Mặc dù ngự thú chi đạo không quá chú trọng tu vi, thế nhưng tu vi quá thấp cũng có thể bị linh thú cắn trả. Đến lúc đó, tiểu giao một ngụm nuốt luôn ngươi, ta còn phải tìm người móc xương của ngươi ra chôn vùi. Thật là rắc rối. Lôi văn khê cười nói. Đã đến giờ cho rùa ăn, sư huynh, lần sau gặp mặt hy vọng ngươi là luyện khí cao tầng. Lôi văn khê gọi linh thuyền ra rồi bay ra ngoài đảo ẩn linh. Nghe lôi văn khê nói, Ngự Thiên Sơn nhìn ác giao biển sâu trước mắt mình nói, "Tiểu giao ngươi sẽ ăn thịt ta sao?" "Ta con mẹ nó sắp chết còn ăn cái rắm." Ác giao biển sâu còn chưa trưởng thành liếc mắt nhìn chủ nhân của mình. "Là tự linh đang không ngon, hay là đầu óc ngươi có bệnh?" Lúc này ở biên giới giữa Tượng Châu và Thịnh Linh Châu, hai huynh muội Từ Cương đang liên hợp cùng năm vị tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Linh Tông bao vây một đám hùng yêu liệt sơn. Bốn con hóa thần kỳ dẫn theo hơn 300 con hùng yêu liệt sơn nguyên anh kỳ đang bị cơ mộ hoa dùng cự một xâm lâm vây khốn. Ha ha, Trương đạo hữu, trước kia vẫn cho rằng thần thông thuộc tính hỏa của ngươi lợi hại nhất. Không ngờ rằng thần thông thuộc tính thủy này của ngươi lại là xuất thần nhập hóa như vậy. Yêu tộc phía trước cơ mộ hoa đang bị mưa phùn khiến cho không còn chỗ tránh né lên tiếng. Lúc này, cả vùng đất trời này đều bị bao phủ bởi mưa phùn từng giọt mưa phùn sẽ chảy vào cơ thể của yêu tổ cao khi tích lũy được một số lượng nhất định, nó sẽ hóa thành hàng băng đột nhiên nổ tung, trực tiếp đóng băng toàn bộ cơ thể của yêu tộc. Nếu không có sự giúp đỡ của cơ đạo hữu, thì thần thông này của ta cũng không phát huy được. Từ cương cười nói. Đúng lúc đó. Phanh. Quả cầu sắc trắng chắc lơ lửng sau lưng từ cương trực tiếp bắn ra, lại một lần nữa đánh lui hùng yêu hóa thần kỳ muốn phá vòng vây nhân tộc, các ngươi chỉ cần thả chúng ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí nhà kho bảo vật của tộc ta. Nếu có giả, vạn tiếng sấm sét sẽ đánh nát trái tim của ngươi. Một giọng nói của hùng yêu hóa thần truyền đến. Từ cương bắn thẳng về hướng phát ra âm thanh với khuôn mặt vô cảm. Nếu không phải thi thể của các ngươi còn có tác dụng, thì các ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Từ cương hừ lạnh nói, sư phụ từng nói nếu là kẻ địch thì không cần nói nhảm, cứ đập đến chết là được. Lúc này, hơn phân nửa yêu tộc Nguyên Anh Kỳ đã chết, còn lại cũng bị nước mưa ẩn chứa lực lượng băng hệ trong cơ thể khiến cho sống không bằng chết. Ngao Lời nói của từ cương dường như chọc giận yêu tộc bị bao vây, tất cả yêu tộc lại một lần nữa phát động phá vòng vây. Cơ đạo hữu Từ cương nói Đã hiểu Lúc này hai tay cơ mộ hoa rất nhanh kết ấn, Nhất thời rừng rậm cự một bên cạnh yêu tộc bắt đầu bạo động, vô số dây leo cứng cáp bắt đầu cắn nuốt yêu tộc vừa muốn cất cánh phá vòng vây. Nguyệt tiên, còn lại giao cho ngươi. Từ Cương nhìn bốn vị yêu tộc hóa thần kỳ đang bị dây dưa trên bầu trời. Để đó cho ta. Từ Nguyệt tiên truyền âm nói. Âm thanh nhàn nhạt của Từ Nguyệt tiên phát ra từ không trung, khiến người ta sờ không tới truyền đến từ hướng nào từ Nguyệt Tiên lấy ra bảo khí đạn phá giáp cấp 4 gài vào trong đại thương. Trương Mai đạo hữu, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Cơ mộ hoa nói xong, lập tức hóa thành một nhân trăm trượng, xông tới bốn con hùng yêu hóa thần kỳ. Sau 3 giờ, trận chiến kết thúc. Rất hân hạnh được hợp tác với hai vị đạo hữu. Nếu không phải do tông môn triệu hồi, thì việc tru yêu cùng trương đạo hữu ở tượng châu cũng là một lựa chọn rất tốt. Cơ mộ hoa tiếc núi nói, Ngày hôm trước hắn vừa mới nhận được tin tức từ tông môn yêu cầu đệ tử đang tru yêu đều trở về tông môn. Cơ đạo hữu phải trở về tông môn sao? Thật đáng tiếc. Từ cương nói, hai người họ hợp tác có thể vây giết số lượng lớn yêu tộc, tốc độ quét điểm tích lũy như vậy cũng nhanh. Đáng tiếc lần sau trương đạo hữu gặp mặt cũng không biết là lúc nào, chúng ta còn chưa có luận bàn một hồi đâu. Cơ mộ hoa tiếc núi nói, sẽ luôn có thời điểm gặp nhau, nhưng luận bàn thì thôi hai người chúng ta quá liều mạng ai cũng không làm gì được ai lần sau gặp lại có thể là lúc yêu tộc xâm lấn lần sau chúng ta so xem ai giết nhiều yêu tộc hơn ở đại lục trung tâm chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào vậy một lời đã định nhìn ánh sáng biến mất khỏi chân trời bóng người từ nguyệt tiên xuất hiện bên cạnh từ cương chúc mừng đại ca kết giao vị bằng hữu đầu tiên từ nguyệt tiên cười hì hì nói không, hắn là người thứ hai. Từ cương nói. Vậy người đầu tiên là ai? Từ Nguyệt Tiên nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là đệ tử ẩn Linh Môn? Là tên mập mạp bị chúng ta đánh phục, tâm nhãn hắn không xấu, chính là hơi kiêu ngạo. Từ cương cười nói. Lúc đó ở chiến đường còn làm nhiệm vụ với hắn, hắn còn cứu tên mập một mạng, đáng tiếc không lâu sau chính là sư phụ thăng cấp trúc cơ kỳ, yêu tộc xâm lấn, huyết thiên môn giải tán cũng không biết tên mập mạp kia còn kiêu ngạo như trước hay không. Lễ vật mà chúng ta chuẩn bị cho sư phụ còn thiếu rất nhiều điểm tích lũy. Trong tình huống này, hai người chúng ta muốn tiếp tục kiếm nhiều điểm tích lũy thì phải cố hết sức. Bây giờ ngày càng nhiều đại năng xuất hiện ở biên giới Tượng Châu, cơ hội của chúng ta cũng càng ngày càng ít. Ta nghĩ việc đầu tiên phải làm là đổi trọng bảo ẩn chứa tiên văn kia cho sư phụ, về phần thiên cực linh đan thì chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội sau chỗ của ta còn có một chi bản nguyên từ luyện hư kỳ trở xuống sư phụ đều có thể dùng được từ nguyệt tiên nói được nghe lời ngươi đi ra ngoài đã lâu thật đúng là có chút nhớ sư phụ sau khi đổi trọng bảo tiên văn chúng ta sẽ trở về tông môn ta rất lo lắng không có người bảo vệ sư phụ từ cương nói ngươi cũng không nhớ linh đài và tẩu tử sao từ nguyệt tiên cười nói đương nhiên nhớ ta chỉ là không nói từ cương thản nhiên nói được rồi chúng ta lại đi phục kích thêm mấy đợt yêu tộc nữa kiếm đủ điểm tích lũy thì chúng ta sẽ về nhà được tại thiên linh tông sắc mặt hai vị trưởng lão hợp thể kỳ rất không tốt kể từ khi đạt được bộ tâm rối này đến bây giờ còn không có bị hư bộ nào thế nhưng đệ tử cấp bậc thiên kiêu trở xuống gần như không có ai kiêu chiến thành công cùng lắm là hòa chỉ có một đệ tử tuyệt thế dựa vào tốc độ siêu nhanh của mình chém đứt cánh tay con rối kia sau đó bị đánh bay ra ngoài sau đó con rối cầm cánh tay của mình lên lắp đặt lại lúc mới bắt đầu luyện chế con rối từ phàm cũng đã suy nghĩ đến vấn đề con rối bị hư hao cho nên tất cả con rối mà hắn luyện chế bình thường sau khi bị công kích cường độ cao sẽ tự động tách ra vị trí bị công kích sau chiến đấu nếu thắng lợi con rối sẽ tự động triệu hồi vị trí rơi xuống không xấu sẽ tự mình lắp đặt, nếu không thể dùng sẽ đổi linh kiện mới. Lúc này, toàn bộ đệ tử Thiên Linh Tông đã cảm nhận được nỗi đau khổ của đệ tử ẩn linh môn. Hôm nay ta phát hiện những vãn bối này thật vô dụng, chẳng lẽ phải để Thiên Kiêu đi khiêu chiến những con rối này? Tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh nói. Thật ra trong lòng hắn cũng đang cân nhắc không biết mình ở thời kỳ Nguyên Anh có thể chiến thắng con rối khiêu chiến này hay không. Trong lúc nói chuyện, lại có một vị đệ tử Kim Đan kỳ khác bị đánh bay ra khỏi khu khiêu chiến. Ôi, tuyên bố một cái tông môn quy định, đệ tử luyện hư kỳ trở xuống, hàng năm phải khiêu chiến con rối 10 lần. Người khiêu chiến con rối phải lưu ảnh, nếu như trong vòng 5 năm trên người không có một chút tiến bộ, thì tự động phân chia đến cấp bậc tầm thường. Đồng thời sửa đổi lại quy củ thăng cấp lên Thiên Kiêu, chỉ sau khi chiến thắng 6 loại con rối cùng cấp mới có thể thăng cấp thành Thiên Kiêu của tông môn. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu chân chính của con rối khiêu chiến này, hắn mới biết vì sao sức chiến đấu của Trương Hàng lại có thể sánh nang với thiên kiêu. Dưới sự dày vò quanh năm bởi loại con rối này thì ngay cả đồ kém cỏi cũng có thể bị rèn luyện thành một khối thép. Tuân mệnh Chấp sự hóa thần kỳ bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên đầu mình, hắn nhìn con rối nguyên anh kỳ kia cũng thấy đau đầu. Lúc này, tiểu tùy tùng bên cạnh tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh nói, nói như vậy, chúng ta đã quyết định đặt bộ này con rối khiêu chiến này đặt đương nhiên phải đặt ngoài ra lại mua hai bộ như vậy tạm thời đủ cho đệ tử tông môn dùng tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh nói đã như vậy chúng ta có nên trả giá thấp xuống một chút hay không dù sao cũng sắp đi con đường mua sắm số lượng lớn rồi vị tiểu tùy tùng hợp thể kỳ nói theo giá gốc đi nói không chừng còn sau này có việc cầu đến trên đầu tiểu tử kia tu sĩ hợp thể kỳ mặc áo xanh suy nghĩ một chút nói. Một số việc không thể vội vàng được, bây giờ hắn đã xác định tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ giống như đồng tử canh gác kia chính là sáng tạo sư mà họ đang tìm kiếm. Được. Tiểu tùy tùng hợp thể kỳ gật đầu nói, đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Bao nhiêu đây linh thạch đối với số lượng linh thạch mà tông môn mua mỗi tháng quả thực là chính trâu mất một sợi lông, huống chi còn là dùng linh khoáng và linh tài dị bảo trao đổi. Tại thời điểm này, ở phòng luyện chế tâm rối, từ phàm nhận được đơn đặt hàng đến từ Thiên Linh Tông. Ha ha, còn muốn đặt hai bộ, đúng vậy, không uổng công giả bộ thành cháu trai thời gian dài như vậy. Từ phàm cười nói. Luyện chế hai tâm rối, ba tòa bảo khí thí luyện tháp cấp 5, về phần con rối, cải tạo con rối trước kia luyện chế một chút là được. Như vậy ta có thể mở rộng thêm hai dây chuyền sản xuất con rối nguyên anh kỳ đúng không, từ phàm vuốt cầm cân nhắc nói. Đề nghị chủ nhân nên mở rộng một cái, như vậy vừa vặn, hậu kỳ chủ nhân thăng cấp kim đan kỳ, những dây chuyền sản xuất này sẽ bị tụt lại phía sau. Giọng nói điện tử của bồ đào vang lên. Được rồi, vậy thì mở một cái, dù sao cũng rất đắt, gần đây giá cả tăng lên chóng mặt. Từ phàm nói. Mặc dù kiếm được linh thạch nhưng hắn cũng không có bành trướng, hậu kỳ hắn cần luyện chế đạo khí, tinh chu đều là động không đáy, bấy nhiêu đây linh thạch cũng chỉ như mối bỏ biển. Bên ngoài phi vũ giới, sợi xích khổng lồ đang được kéo căng đột nhiên bị siết chặt. Tôn giả đơn chờ đợi trên thuyền vạn tinh chậm rãi mở mắt ra. Hai giới đã được liên kết, việc còn lại chính là từ từ kéo về. Tin tưởng rằng những yêu hoàng kia sẽ cảm thấy khó tin khi nhìn thấy yêu linh giới bị kéo về phía nhân giới. Nhưng đến cuối cùng họ cũng sẽ biết, bản thân hóa ra là một món ăn. Khi những sợi xích khổng lồ nhảy đến trạng thái chặt chẽ nhất, cả phi vũ giới đều rung chuyển một hồi, sau đó mấy vạn sợi xích khổng lồ bắt đầu co rút với tốc độ vô cùng chậm. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu, thời điểm mà phi vũ giới thăng hoa chính là lúc ta thành tiên. Trên tầng cao nhất của thuyền vạn tinh, thiếu niên mắt sao nhìn xiền xích khổng lồ đang chậm rãi co rút nói. Bên ngoài yêu linh giới, một con côn bằng dương cánh ngàn dặm nhìn xiền xích nối liền ở yêu linh giới sau đó nở nụ cười sống không tốt sao, một hay muốn đi chịu chết. Nếu đã như vậy, ta tiếp thêm chút sức cho ngươi. Côn bằng nhìn xiền xích nói. Tiểu bảo bối, đi ra đi. Theo sau một tiếng hô hoáng, bóng dáng ẩn giấu trong bóng tối xuất hiện. Một con cự mãn hư không dài vạn dặm xuất hiện bên ngoài yêu linh giới. Một đôi mắt trắng vàng có thể so sánh với mặt trời và mặt trăng nhìn chầm chầm vào côn bằng, như thể đang chờ mệnh lệnh từ phía sau ngươi cố gắng hết sức ta muốn cùng tiểu khả ái đáng chết kia tranh thủ thời gian gặp mặt côn bằng nói hô tự mãn hư không gật đầu một cái bay tới sợi xích liên kết với gốc rễ của yêu linh giới bắt đầu kéo mạnh về hướng phi vũ giới lúc này tốc độ thu về xiềng xích lại nhanh hơn một phần bên kia cũng bắt đầu hành động để ta đoán xem hẳn là con chim thối kia luôn muốn mang theo tiểu bảo bối của hắn chọc giận ta một hồi Suy nghĩ rất hay, chính là đầu óc không dùng được. Nhớ tới những ngày hắn hóa thân thành yêu hoàng đã từng xưng huynh gọi đệ với tên ngốc kia, bên miệng thiếu niên có đôi mắt như sao hiện lên một tia mỉm cười. Cũng không biết tiểu bảo bối của ngươi lớn bao nhiêu, cũng không nên đến lúc ta nhận lấy thì còn chưa dài tới vạn dặm. Như vậy thật không thú vị. Sau khi xác nhận rằng xiềng xích liên kết hai giới không có vấn đề, thuyền vạn tinh lập tức quay trở về phi vũ giới. Tại giao lộ giữa Tượng Châu và Thịnh Linh Châu, Diệp Tiêu Giao vừa tiêu diệt xong một đám yêu tộc, đang dẫn đệ tử của Kiếm Vương Tông thu thập chiến lợi phẩm. Lão Kiếm, có phải lại có cổ yêu đi ra hay không, ta vừa cảm giác toàn bộ không gian đều chấn động một hồi. Diệp Tiêu Giao hỏi trong lòng. Không phải cổ yêu, đây là âm thanh công đức. Lão Kiếm cười nói. Không ngờ số lượng đại lão ở tu tiên giới của ngươi nhiều như vậy, tiểu tử, ngươi đang ở trong thời cơ tốt rồi. Thời điểm tốt nhất là sao? Diệp tiêu giao nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lão kiếm phát hiện ra bí cảnh gì chăng? Trung chấn mới nãy là do Xiên xích liên kết hai giới vừa liên kết với nhau, Xiên xích chặt chẽ, đó là lý do toàn bộ thế giới trung thiên đều rung chuyển một chút. Chỗ cách các ngươi gần nhất là yêu giới, xem ra tin tức lưu truyền ở giới tu tiên là thật rồi. Nếu là vậy, tiểu tử ngươi chỉ cần có cống hiến xuất sắc trong đại chiến giữa hai giới, sau khi hợp nhất hai giới, nhân tộc sẽ là chủ đạo, mai này công đức thành tiên sẽ không còn là vấn đề nữa. Đến lúc ngươi phi thăng lên thế giới đại thiên, cũng có thể tìm được một tiên môn tốt. Lão Kiếm nói, công đức thành tiên có gì tốt? Diệp tiêu giao cảm giác được giọng điệu của lão Kiếm có hơi hưng phấn. Muốn công đức thành tiên, trước hết chỉ cần ngươi không chết ở thế giới đại thiên, thì sẽ không có người nào dám giết ngươi thứ hai là sự quy tụ của thiên đạo và số mệnh nói đơn giản thì chính là không hẹn mà gặp cho dù ngươi có bất động thì thứ tốt cũng sẽ tự động tìm tới ngươi thứ ba những thế lực tiên môn đỉnh cấp sẽ vô cùng chào đón ngươi gia nhập cùng bọn họ số mệnh của ngươi sẽ tăng cường số mệnh tiên môn của bọn họ lão kiếm nói một chút về chỗ tốt của công đức thành tiên làm thế nào để công đức thành tiên nói nhiều ngươi cũng không hiểu nhớ kỹ tập trung tu luyện, sau khi đến đại thừa, ngươi chỉ cần giết chết một nửa yêu hoàng của yêu tộc, chỉ vậy thôi. Rất dễ, chỉ cần thu thập một vốc tiên khí cộng thêm hơn 10 đạo khí, còn lại tùy tiện bù đắp cho bảo khí vạn thanh và linh kiếm ngũ giai. Đến lúc đó đừng nói là yêu hoàng, cho dù là yêu tiên, ngươi cứ tha hồ mà giết. Lão kiếm ung dung nói. Diệp tiêu giao đảo mắt khinh thường. Ngươi đùa ta à, trả lại tiên khí, có muốn ta bán ngươi lấy tiên khí luôn không? Diệp tiêu giao nói móc. Nếu có thể, hãy bán ta cho huynh đệ tốt của ngươi, ta không nghĩ hắn giống như quỷ đâu. Lão kiếm vừa cười vừa nói, hai bên đều biết ít nhất trước khi phi thăng, bọn họ không thể tách ra được. Với nguồn lực ngút trời của từ sư đệ, bây giờ hẳn là đã kim đan kỳ. Từ sư đệ sẽ càng mạnh hơn, nói không chừng một đạo linh kiếm là có thể luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Diệp tiêu giao vẫn đang nghĩ đến việc trả lại linh tâm khoáng mà hắn thiếu nợ huynh đệ tốt, chẳng qua là hắn vẫn chưa có cơ hội. Không nghĩ tới huynh đệ tốt của ngươi nữa, bây giờ cứ chống lại yêu tộc trước, giết nhiều một chút để lấy điểm. Đi theo ngươi không ngày nào được khởi sắc hết, đến giờ dùng kiếm trận đến là thuần thục, nhưng số lượng và chất lượng của linh kiếm vẫn không hoàn toàn đạt yêu cầu. Lão kiếm thở dài. Diệp tiêu giao. Nếu không có ngươi, sao ta nghèo thành vậy, toàn bộ linh thạch không dùng để tu luyện thì cũng dùng để mua vật liệu luyện chế linh kiếm, thậm chí ta muốn tặng cho sư muội chút lễ vật mà cũng phải do dự, ta thì dễ dàng lắm à, nếu từ phàm biết tình huống hiện tại của dịp tiêu giao, có lẽ hắn sẽ mỉa mai một câu, móng heo nghèo kiết xác. Một tháng sau, từ phàm lại tiếp đón hai vị trưởng lão hợp thể kỳ của Thiên Linh Tông, lần này rất khác, trưởng lão hợp thể kỳ ngoài mang linh khoáng và linh thạch ra, còn mang lễ vật đến cho từ phàm một khối đá bảy màu, một loại linh bảo thiết yếu để luyện chế đạo khí không gian, có thể khiến đạo khí không gian không bị xáo trộn trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Một khối đá bảy màu nhỏ thôi, nếu mua thì cần có một mục tiêu nhỏ. Vì từ phàm không chuẩn bị trước nên hắn chỉ có báo đáp tượng trưng hai nông trường trong bàn tay đã được tối ưu hóa thành bảo khí ngũ dai. Không ngờ hai vị đại lão hợp thể còn hơi thích nữa. Sau khi hai vị đại lão rời đi, từ Phàm nhìn đá bảy màu trong tay cảm thán nói, không chịu nổi mấy viên đạn đạn bọc đường này. Là một công dân tốt truyền thống ở kiếp trước, Từ Phàm tuyệt đối không cho phép mình đáp lễ không đúng tiêu chuẩn, cho nên hắn đã dặn dò bàn phúc chọn mua một nhóm linh khoáng đặc biệt. Sau khi Từ Phàm lấy được linh khoáng thì đi thẳng đến nơi sản xuất dưới lòng đất. Lúc này, dây chuyền sản xuất ở không gian dưới lòng đất đã hoạt động hết công suất, Từ Phàm đến dây chuyền sản xuất khôi lỗi nguyên anh kỳ đưa không gian giới chỉ có linh khoáng trong tay cho bồ đào. Lô khoáng thạch này đủ để tất cả các dây chuyền sản xuất dưới lòng đất chạy hết công suất trong một năm. Bồ đào, tính lực của ngươi còn đủ dùng không? Từ phàm hỏi, tuy rằng hắn luôn coi bồ đào là trí tuệ nhân tạo, nhưng bản chất của nó vẫn là một khí linh, cũng có giới hạn. Trừ 10% dành cho trận pháp phù văn và thuyền tinh, tất cả các dây chuyền sản xuất và những thứ khác đang hoạt động hiện chiếm tổng cộng 6 tầng tính lực nếu chủ nhân cần bố trí các khôi lỗi chiến đấu trong phạm vi dưới quyền quản lý của ẩn linh môn ở hậu kỳ thì bồ đào cần thăng cấp không vội đợi lúc ta đạt đến kim đan kỳ ngươi hoàn toàn có thể thăng cấp lên cấp đạo khí bây giờ cứ như vậy đã từ phàm suy nghĩ một chút rồi nói với tư cách là pháp bảo trợ giúp lớn nhất cho hắn hắn đã chuẩn bị tốt vật liệu thăng cấp cho bồ đào chỉ chờ lúc mình thăng cấp kim đan kỳ thôi đã hiểu giọng nói điện tử của Bồ Đào đáp lại. Lúc này Từ Phàm nhìn thấy cánh cửa bí mật trong không gian dưới lòng đất, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Từ Phàm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bí mật ra, bên trong là một không gian rộng lớn hơn 10.000 10 mét vuông, mô hình một thành phố vi mô chiếm hơn 8 tầng không gian. Lúc này toàn bộ thành phố vi mô còn sống động hơn so với lúc Từ Phàm ở trong Khuyết Thiên Tông, người và xe cộ trong đó đang di chuyển nếu chú ý lắng nghe thì có thể nghe thấy âm thanh ồn ào và nhộn nhịp của thành phố nhìn thấy thành phố vi mô do chính tay mình xây dựng từ phàm hít một hơi đây là tâm ma của ta sao không lúc nào không nhớ từ phàm ở thành phố vi mô này suốt trọn ba ngày khi từ phàm bước ra khỏi không gian trong lòng đất hắn phát hiện cả tông môn đều rất tưng bừng sau khi đến đạo trường ở ngọn núi chính hắn mới thấy hai nghìn đệ tử mà lý tinh từ chiêu mộ đã đợi sẵn tất cả đều là trẻ con từ 6 đến 12 tuổi. Bên trong đạo trường, tiểu tịch, người đã đạt kim đan kỳ, đang nói về quy tắc của tông môn với nhóm đệ tử mới được thu nhận này. Sư phụ, 2.000 đệ tử đã được thu nhận xong. Lý Tinh từ xuất hiện bên cạnh từ phàm, nói. Làm việc nhanh lắm, mới bao lâu đâu chứ? Từ phàm nói. Từ lâu phàm nhân thế tục đều hướng về tiên nhân, hơn nữa có rất ít tông môn trong tiên thành lâm sâm, rất dễ chiêu mộ hai nghìn đệ tử được rồi ngươi cứ tiếp tục nuôi thú nhỏ đi đừng cứ chuyện gì cũng giao cho văn khê ngươi dành thời gian đi xem nàng nữa ngươi sợ nàng không làm việc sao từ phàm liếc lý tinh từ rồi nói vâng sư phụ lý tinh từ gật đầu nói nhạc quá nhạc từ phàm nhìn biểu cảm của lý tinh từ lắc đầu nói là một đồ đệ của hắn ngoài tính cách nghịch ngợm hơn một chút khi còn nhỏ sau khi lớn hơn một chút đã trở thành bậc thầy quản lý biểu cảm, bây giờ trên mặt đều sống lớn không sợ, nhiều nhất là khi tâm trạng vui vẻ thì nở một nụ cười mỉm. Lúc này, Lý Tinh từ cảm nhận một luồng hơi thở khác thường trên người Từ Phàm. "Sư phụ, vừa rồi ngươi nhớ người thân sao?" Lý Tinh từ hỏi. "Đúng vậy, trước đây khi còn bé vi sư đã được một tên ăn mày nhận nuôi, chúng ta trải qua muôn ngàn gian khổ trên thế gian." cuối cùng ta cũng bước vào khuyết thiên môn. Khi đó, tên ăn mày cũng đã lớn tuổi, kết quả là hắn không chờ ta mua đủ một viên linh thạch của duyên thọ đang thì đã đi mất. Cả đời cũng chỉ được hưởng phúc hai năm, có lẽ đây là số mệnh. Từ phàm nói, có lẽ người thân của sư phụ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nơi thuộc về mình. Nếu thế gian có luân hồi, kiếp sau người thân của sư phụ nhất định sẽ được hưởng phúc. Lý Tinh từ khẽ nói. Đúng vậy, hắn đã về đến nơi thuộc về mình rồi. Từ phàm được đồ đệ của mình an ủi cũng bước ra khỏi dòng cảm xúc thương nhớ. "Đúng rồi, sư phụ, ta muốn xây dựng một thành phố bên hồ lớn 100.000 dặm để sắp xếp cho người nhà của những đệ tử thường dân kia, cho bọn họ một chút bảo vệ." Lý Tinh Từ nói. "Loại chuyện nhỏ này ngươi tự sắp xếp là được, đâu phải ngươi không có quyền hạn của Bồ Đào đâu." Từ Phàm nói sư phụ đồng ý là được rồi. Đáp lại từ phàm là một nụ cười sáng lạng. Tiểu tử thối nhà ngươi. Từ phàm cười nói. Lúc này, một tiểu nam hài áo trắng hơn 10 tuổi chạy tới. Linh đài, ngươi có chuyện gì sao? Từ phàm tốt bụng hỏi, đây là điểm tựa của đợt huấn luyện tiếp theo của hắn. Không ngờ, một đại đệ tử lại thích làm pháo đài, lại có một đứa trẻ trời sinh thích hợp để làm pháo đài. Thiên linh đạo thể am hiểu đủ loại đạo pháp, hơn nữa pháp thuật thần thông do thiên linh đạo thể thi triển ra trời sinh sẽ tăng thêm 3 tầng uy lực. Theo lời của từ phàm, nước suối vừa ra sẽ đưa một cái mũ, cái này là cách ngươi làm cho đối phương đánh nhau. Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, khi nào cha ta trở lại vậy? Từ linh đài chạy lon ton ra sau từ phàm, xoa vai và đấm lưng cho từ phàm, đây là cách hắn lấy lòng từ phàm. Ngươi nhớ cha rồi à? từ phàm cười nói vâng mẹ ta cũng nhớ cha ta chưa bao giờ rời xa ta lâu như vậy từ linh đài đáng thương nói được rồi bây giờ đúng lúc hội trưởng lão không còn bắt buộc phải giết yêu ở bất cứ đâu nữa để ta cho người thông tri cho cha ngươi trở về cảm ơn sư tổ từ linh đài trực tiếp nhảy từ lan can của vách đá trong đạo trường xuống cơ thể nhẹ nhàng tung bay ở nơi xa xa Ta đi nói cho mẹ ta tin tốt này đây, tạm biệt sư tổ, tạm biệt tứ sư thúc. Nhìn từ linh đài ở giữa không trung, từ phàm khẽ xua tay, một đám mây tốt lành bám theo từ linh đài. Cẩn thận một chút, ngươi mới học kinh thân thuật, coi chừng té ngã. Từ phàm dặn dò. Cảm ơn sư tổ. Giọng của từ linh đài càng lúc càng xa. Cổ đại pháo vừa mới trưởng thành, lại có một pháo đài nhỏ khác mọc lên, sau này, ẩn linh môn khó mà không mạnh. Tương lai mà từ phàm mong mỏi, bây giờ toàn bộ trụ cột của ẩn linh môn đã đánh nhau tốt, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thiên linh đạo thể, rất thích hợp làm pháo đài. Lúc đại hội thu nhận đồ đệ của tiên môn được tổ chức, ta đã gặp một thạch linh chiến thể, đã 15 tuổi, là một công tử của một đại thế gia phàm tục. Đáng tiếc là tâm thuật bất chính, bạo ngược dị thường, tuổi còn nhỏ đã giết hơn chục thiếu nữ xuân thì. Lý Tinh Từ nói. Là rất đáng tiếc, ngươi đã xử lý thế nào, vì dân trừ hại, hay là biến hắn trở thành luân hồi nô của ngươi? Từ Phàm nói, luân hồi nô là thần thông gắn liền với bách thế luân hồi, mỗi lần trải qua một đời, có thể nô dịch thêm một người nữa. Người bị nô dịch sẽ phải trải qua một cuộc sống do chủ nhân sắp đặt. Luân hồi nô, hắn thật sự đã chết rồi. Lý Tinh Từ nói. Lúc này, từ Phàm đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hẳn là ngươi có thể thăng cấp nguyên anh, dù sao thì khiêu chiến những khôi lỗi không thành vấn đề đối với ngươi. Từ Phàm hỏi. Tam sư ca thăng cấp nguyên anh, ta sẽ thăng cấp theo. Lý Tinh Từ nói. Ồ, nhanh thật đấy. Vi sư còn không có kim đan, các đồ đệ đều đã thăng cấp nguyên anh cả rồi. Từ Phàm vừa nói vừa cầu nguyện cho huynh đệ tốt của mình, kiếp nạn của ngươi tới rồi lo gì chuyện đồ nhi thăng cấp nguyên anh chứ, đối với sư phụ mà nói, muốn trấn trụ chúng ta chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Lý Tinh từ cười nói. Hắn cảm thấy từ lúc sư phụ thăng cấp trúc cơ kỳ, khí tức trên người phát ra càng đáng sợ hơn, khi hắn đi du lịch ở giới tu tiên, dù có gặp phải cường giả hóa thần kỳ thì khí tức trên người cũng không đáng sợ như thế này đâu. Hắn đoán chừng từ phàm không thăng cấp nhiều năm, chắc chắn là sư phụ của mình đang mưu toan một cảnh giới nào đó trên tiên cảnh nếu không thì sư phụ hắn đã không dừng lại ở trúc cơ kỳ nhiều năm như vậy ha ha ngươi thật biết khen ta chờ sau khi bốn người các ngươi đều đạt nguyên anh kỳ vi sư sẽ đánh một trận với các ngươi thắng thì coi như các ngươi xuất sư thua thì ngoan ngoãn bị ta kéo vào trong ảo cảnh ăn đòn thôi từ phàm cười khà khà nói có vẻ như uy phong của sư đây lâu rồi cũng không hề lung lay sư phụ tuy rằng bây giờ sức chiến đấu của đệ tử không bằng sư phụ. Nhưng bây giờ huyễn thuật của sư phụ đã không thể làm gì được ta nữa rồi. Thế nên, việc đánh đòn chỉ có thể do ba vị sư huynh làm hộ thôi. Lý Tinh Từ nói, Bách Thế Luân Hồi là công pháp thần thông sinh ra từ huyễn thuật, huyễn thuật đối với bản thân người tu luyện có sức chống cự rất mạnh. Ồ, tự tin quá ta, muốn thử xem không? Người khác đều nói, đánh đồ đệ thì phải làm sớm, sau này đánh không lại sẽ không còn cơ hội nữa vẻ mặt của từ phàm rất cảm động cả ngày biểu cảm của tiểu tử này chỉ có một kiểu hờ hững không biết đùa giỡn là gì lúc này biểu hiện của lý tinh từ thay đổi hắn nhận ra mình nói sai rồi sư phụ ta còn có việc ở bên kia ta đi trước đây lý tinh từ vội vã đứng dậy nói định bụng lúc từ phàm đang suy nghĩ thì rời đi đừng nóng vội Trước khi đi thì chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Nụ cười ngọt ngào của Từ Phàm bắt đầu khiến Lý Tinh Từ hoảng sợ. Từ Phàm vừa dứt lời, cả thế giới của Lý Tinh Từ bắt đầu thay đổi. Trên một cái sân rộng, có vô số con vịt nhỏ màu vàng đang xếp hàng trước một cánh cửa. Duy chỉ có con vịt màu vàng cao bằng Lý Tinh Từ xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ có thể rời khỏi ảo cảnh sau khi chơi trò chơi nhỏ này, tên trò chơi là bắt vịt. Sau đó, con việc lớn màu vàng nói một chút về luật của trò chơi bắt vịt với lý tinh từ vừa nãy lý tinh từ đã thử phá giải ảo cảnh nhưng sau khi phát hiện chỉ tốn công vô ích thì hắn chỉ có thể gật đầu phó mặt nói được rồi đây không phải là lần đầu tiên hắn bị kéo vào trong thế giới giả tưởng của trò chơi nhỏ nhưng khi đó hắn còn nhỏ nên cảm thấy rất hảo huyền mà bây giờ bị kéo vào đây hắn chỉ có bất lực vậy thì bắt đầu đi lý tinh từ bất đắc dĩ nói trò chơi bắt đầu. Bắt vịt. Bắt vài con. Lý Tinh từ vốn định nói bắt một con, nhưng chẳng biết tại sao không tự chủ được nói, một trăm ngàn. Tìm bắt. Việt vàng lớn vui vẻ nói. Lúc này, hơn một nửa số việc trên quảng trường Thủy Tinh đã trực tiếp giảm đi, chỉ còn một trăm nghìn con. Lý Tinh từ biết, sư phụ của hắn lại dở trò quỷ, thế nên hắn cực kỳ không tình nguyện nói, giác hắn quá rõ tính nết của sư phụ mình, trò này nếu chưa kết thúc thì có thể còn nhiều trò mất thể diện hơn nữa. Lúc này, từ phàm đang quan sát từ trong bóng tối, cười vui vẻ. Vậy mà ở trước mặt vi sư tự tin thế, sợ là ngươi không biết bản lĩnh của vi sư rồi. Ngươi cho là nhanh chóng đến Nguyên Anh Kỳ thì sẽ không sợ huyễn thuật của sư phụ nữa sao? Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ nhiều quá. Điều mà từ phàm không biết chính là, Lý Tinh Từ đang ở trong trò chơi, trong lòng hắn có một chấp niệm chính là đợi đến khi hắn vượt qua sư phụ trong huyễn cảnh hắn cũng để cho sư phụ chơi một trò chơi nhỏ mới được tên trò chơi là đếm chó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha